Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến nội dung tiếp theo của bộ truyện Cạm Bẫy Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Thanh Mai. Lông mày của Lập Gia Khiêm hơi nhíu lại. Sự ương bướng của cô khiến anh khổ não. Anh cũng không thể giống như lúc mới bắt đầu dùng ảnh nóng cưỡng ép cô ở bên anh. Cô ở trong lòng anh cũng không còn là quan hệ người tình đơn thuần nữa. Đối diện với cô gái mà bản thân thích, Lập Gia Khiêm lần đầu tiên cảm thấy có hơi bó tay hết cách. Anh nhìn người phụ nữ nhỏ cương liệt này quả quyết rời đi. Anh rất muốn lao đến trước cô nói với cô, bảo cô ở lại bên cạnh anh. Nhưng thứ cô muốn là thân phận, danh chính ngôn thuận, mà trước mắt anh lại không cho được. Quan trọng nhất là Lâm Thanh Mai của bây giờ thực sự quá yếu. Cũng có lẽ để cô ở bên cạnh Bạch Cảnh Phong là đúng. Độ phức tạp của giới giải trí so với ngành nghề khác thực sự không thể so sánh. Mà Bạch Cảnh Phong, người bạn thân này, lớn lên ở cô nhi viện, không quyền không thế, dựa vào chính mình xông pha trong giới giải trí tạo dựng sự nghiệp, còn xây dựng được địa vị vững chắc, tuyệt đối có thể khiến Lâm Thanh Mai học được vài thứ gì đó. Lập Gia Khiêm nhìn bóng lưng sớm đã biến mất của cô, trong đôi mắt đen láy của anh có một tia chờ mong. Lâm Thanh Mai, muốn tôi cho em thân phận, dùng thực lực của em chứng minh cho tôi xem. Đến tối, Lâm Thanh Mai vừa nấu cho mình một bát mì, trong tay cầm một bản tư liệu. Đây là tư liệu Bạch Cảnh Phong gửi cho cô qua mạng, liên quan tới ngành trang phục của phim trường Giang Đông, thậm chí bao gồm vị trí địa lý của bệnh viện. Toàn là hạng mục công việc mà sau này cô phải tiếp xúc. Cô cài máy phần mềm hữu dụng vào điện thoại của mình, thuận tiện sau này tra thông tin. Đối với công việc trợ lý thực tập này, cô rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là nhất thời hứng thú muốn đi thử. Năm đó khi vừa mới tốt nghiệp, cũng từng nghĩ muốn đi làm trợ lý của ngôi sao, nhưng Trần Hoàng Khôi lúc đó không đồng ý, nói công việc gặp ít xa nhiều như này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Năm đó bởi vì yêu Trần Hoàng Khôi, cô đã chọn ngành thiết kế này. Nhưng cuối cùng lý do ly hôn lại là Trần Hoàng Khôi đi quá giới hạn. Hiện nay cô độc thân một mình, không còn kiêng kỵ trước sau gì nữa, có thể thực sự chọn nghề nghiệp mà mình thích rồi. Lâm Thanh Mai cầm một chiếc bút ghi chép vào quyển sổ tùy thân, đánh dấu tất cả thông tin quan trọng nhất vào. Cô học mãi đến 12 giờ đêm. Khi cô tắm xong chuẩn bị đi sấy tóc, điện thoại ở phòng ngủ đổ chuông. Lâm Thanh Mai lập tức để máy sấy tóc xuống đi vào phòng ngủ. Nhìn xem, vậy mà là Trần Hoàng Khôi gọi tới. Cô vốn không muốn nghe, nhưng Trần Hoàng Khôi cứ gọi mãi. Nghĩ có lẽ Trần Hoàng Khôi thực sự có chuyện gấp, cô vẫn nghe. Thanh Mai, em đang ở đâu? Tôi có chuyện gấp muốn thương lượng với em. Giọng của Trần Hoàng Khôi nghe thì rất nghiêm túc, khiến trong lòng cô siết lại. Chuyện gấp gì? Liên quan đến ai? Liên quan đến ba em, Lâm Tưởng. Giọng của Lâm Thanh Mai bỗng nâng cao. Cái gì? Ba tôi sao rồi? Trần Hoàng Khôi nghiêm mặt nói. Chúng ta gặp mặt rồi nói. Ở trong điện thoại hai ba câu không nói rõ được. Em bây giờ đang ở đâu? Tôi qua tìm em. Bởi vì là có liên quan đến Lâm Tường, Lâm Thanh Mai đoán Lâm Tường chắc là đã đi tìm Trần Hoàng Khôi. Tám phần có liên quan tới tiền. Tuy bây giờ rất muộn rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp, nhưng bây giờ người xảy ra chuyện là ba ruột của cô cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Lâm Thanh Mai lập tức nói ra địa chỉ mới, Trần Hoàng Khôi nói lập tức tới tìm cô. Cô nhìn chiếc váy ngủ của mình cảm thấy không thích hợp, lập tức thay bộ đồ thoải mái. Không đến nửa tiếng, Trần Hoàng Khôi đã đến rồi. Đợi sau khi anh ta bước vào, Lâm Thanh Mai đi pha cho anh ta ly trà. Từ sau khi Trần Hoàng Khôi đi vào phòng khách thì cô đã ngửi được mùi rượu trên người anh ta. Thanh Mai, cảm ơn em. Trần Hoàng Khôi nhìn ly trà đó có một loại tâm trạng bồi hồi. Từ sau khi bọn họ ly hôn, anh ta đã rất lâu không có uống được trà cô pha nữa. Lâm Thanh Mai nhíu mày nói. Anh tự mình lái xe đến đây. Ánh mắt của anh lóe lên có hơi chột dạ, nói chuyện tương đối nhỏ tiếng. Trước kia Lâm Thanh Mai đối với việc Trần Hoàng Khôi uống rượu lái xe thì vô cùng tức giận, lần nào cũng sẽ cãi nhau. Anh ta chủ động xin lỗi. Xin lỗi, tôi lại không tuân thủ lời hứa. Cô cười nhạt một tiếng. Bản thân anh không thương tiếc sinh mà. Sự quan tâm của người khác với anh cũng là chuyện vô bổ. Trần Hoàng Khôi lập tức đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống. Lâm Thanh Mai có hơi cảnh giác liếc nhìn anh ta.
anh ta lại ngoan ngoãn ngồi trở lại. Tôi biết em quan tâm tôi, tôi thề lần sau sẽ không uống rượu lái xe nữa. Nhìn người cả người đầy mùi rượu, giơ ba ngón tay lên thề, khóe miệng của Lâm Thanh Mai mang theo sự trào phúng. Trần Hoàng Khôi, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi. Ba tôi có phải là tìm anh mượn tiền không? Trần Hoàng Khôi có hơi ngạc nhiên. Em sao lại biết? Ông ấy trước đó đã mượn 15 tỷ ở chỗ tôi rồi. Lâm Thanh Mai mặt mày bình tĩnh. Nghe thấy lời của cô, Trần Hoàng Khôi cầm ly trà thổi một chút rồi uống một ngụm. Anh ta sau khi để ly trà xuống thì nói, vấn đề mà công ty ba em gặp phải không ít. Đơn giản mà nói, ông ấy cần 240 tỷ tiền vốn quay vòng. Nếu không, không quá một tháng, tòa án sẽ phán ông ấy phá sản. Lâm Thanh Mai kinh ngạc đứng dậy đi thẳng đến trước bàn ăn, ngồi xuống ở bên cạnh Trần Hoàng Khôi. Cô mặt mày sửng sốt, nói, lẽ nào ba tôi hỏi mượn anh 240 tỷ? Gò má của Trần Hoàng Khôi sau khi uống rượu thì có hơi đỏ, viền mắt có hơi đỏ. Anh ta gật đầu nói, không sai. Vào 2 tiếng trước ông ấy đã gọi điện cho tôi. Lẽ nào anh không nói với ông ấy là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Lâm Thanh Mai cảm thấy không hiểu nổi. Cô tuy không có ở trước mặt nói cho Lâm Tường biết chuyện cô ly hôn, nhưng quê là nơi rất bé, họ hàng xung quanh đều biết cô ly hôn rồi. Tin tức rất nhanh thì truyền khắp, không có lý do gì mà Lâm Tường không biết. Trần Hoàng Khôi chăm chú nhìn cô. Tôi nói rồi, nhưng tôi cũng nói với ông ấy, tôi đang nghĩ cách theo đuổi lại em. Biểu cảm của Lâm Thanh Mai có hơi phức tạp, cô thở dài. Tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Thanh Mai, em có thể từ chối tôi, nhưng em không thể cản tôi yêu em. Ánh mắt của anh ta quá bộc trực, khiến Lâm Thanh Mai như ngồi trên kim. Tình cảm của Trần Hoàng Khôi cô đã không tiếp tục đáp lại nữa rồi. Quá khứ thì để nó qua đi, thứ còn sót lại chẳng qua chỉ là hồi ức. Huống hồ trong lòng cô đã có một cái tên mới chiếm cứ, Lập Gia Khiêm. Thấy cô không đáp lại tình cảm của anh ta, Trần Hoàng Khôi không kìm được đưa tay lên để lên mu bàn tay cô, nghiêm túc nói, Thanh Mai, tôi mặc kệ mấy tin tức linh tinh trên mạng đó là thật hay giả, tóm lại tôi vẫn yêu em. Anh đừng nói mấy thứ này nữa, anh đi đi. Chuyện của ba tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Trái tim của Lâm Thanh Mai đều bị chuyện của Lâm Tường làm cho nghiêng trời lệch đất rồi. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như Lâm Tường thực sự bị tòa tuyên án phá sản, ông ấy sẽ không thể ngẩng đầu lên được trước tất cả bạn bè thân thiết. Đối với người đàn ông đã 50 tuổi như ông ấy mà nói, chính là đả kích chí mạng. Rất có khả năng vợ của Lâm Tường còn sẽ ly hôn với ông ấy. Tuy ba của cô lại kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng tốt xấu gì năm đó ông ấy và Vương Lệ Hà là ly hôn trong hòa bình. Vụ ly hôn không có quá khó coi, hai bên cũng không có đi quá giới hạn làm ra chuyện tai tiếng. Lâm Thanh Mai không nhẫn tâm nhìn Lâm Tường từng ấy tuổi rồi còn phải chịu chuyện đau lòng như phá sản ly hôn. Nhìn thấy cô rơi vào trầm tư và sự lo lắng trong mắt, Trần Hoàng Khôi mỉm cười một tiếng. Em nghĩ cách sao? Tiền em lấy ở đâu ra? Lẽ nào đi hỏi mượn Lập Gia Khiêm? Sắc mặt của Lập Thanh Mai có hơi không tự nhiên. Tôi và anh ấy đã chia tay rồi. Tuy Trần Hoàng Khôi đã biết cô đã chuyển ra khỏi biệt thự của Lập Gia Khiêm rồi, nhưng tận tai nghe thấy cô nói đã chia tay với Lập Gia Khiêm rồi, nghi hoặc trong lòng tóm lại coi như được cỡ rồi. Là vì những bức hình đó của em và Tạ Bân sao? Lâm Thanh Mai không muốn nói sự thật sự việc này cho anh ta, cô tùy ý nói. Xem như là lý do này đi. Đáy mắt của Trần Hoàng Khôi vụt qua u quang, anh ta chần chừ hỏi, vậy em và Tạ Bân? Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ta, chuyện này chính là một vụ hiểu lầm, tôi cũng không muốn nói tới chuyện này nữa. Lâm Thanh Mai phiền lòng đứng dậy, quay lại ngồi trên sofa. Được, em đừng tức giận, tôi không hỏi nữa. Hai người tiếp tục duy trì trầm mặc thêm 5 phút nữa, Trần Hoàng Khôi chủ động mở miệng. Như thế này đi, tốt xấu gì tôi cũng từng là con rể của ông ấy, tôi không giúp thì ai giúp? Sự hào phóng của anh ta lại không phải là thứ Lâm Thanh Mai muốn. Cô không muốn tiếp tục có dây dưa gì với chồng cũ nữa, nhất là trong vấn đề tiền bạc. Hoàng Khôi, cảm ơn anh. Dù chúng đã ly hôn, anh vẫn bằng lòng giúp ba tôi, nhưng số tiền này tôi không thể lấy.
Lâm Thanh Mai đã từ chối. Trần Hoàng Khôi không vui nói: số tiền này là tôi cho em mượn, em không cần có tâm lý gánh nặng. Tôi cũng sẽ không giục ông ấy trả. Tốt xấu gì để ông ấy vượt qua nguy cơ lần này. Chuyện sau này để sau này nói tiếp. Mở miệng một cái là mượn 240 tỷ. Trần Hoàng Khôi cho dù có chút tiền, nhưng 240 tỷ này đối với anh ta mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Lâm Thanh Mai vẫn hiểu được. Nghĩ tới lúc đầu khi hai bọn họ đi hôn, Trần Hoàng Khôi cái gì cũng không bằng lòng cho, Lâm Thanh Mai không khỏi cảm thán: tôi thấy anh là uống say rồi mới nói ra mấy lời linh tinh này. Trần Hoàng Khôi, anh phải biết đây là 240 tỷ chứ không phải là 24 triệu. Anh ta đứng dậy sải bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, hai tay nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay. Trần Hoàng Khôi kích động nói: Thanh Mai, tôi biết là 240 tỷ nhưng vì em xứng đáng. Cô nhìn bộ dạng thâm tình của chồng cũ bỗng thấy bi thương. Lúc đầu cô đêm đêm đợi anh ta về nhà, anh ta lại ở bên ngoài chơi gái. Hiện nay anh ta vì níu kéo cô, không tiếc khoản tiền lớn thua trái tim của cô. Lâm Thanh Mai bỗng hỏi: có phải chỉ cần tôi đáp ứng kết hôn lại với anh thì anh sẽ giúp tôi không? Trần Hoàng Khôi lập tức nói: đương nhiên. Cô đã cười, cô chẳng qua chỉ là bẫy hỏi một câu như thế, quả nhiên là có điều kiện đi kèm. Qua vài giây, Trần Hoàng Khôi phản ứng lại, lập tức sửa lời: cho dù em không kết hôn lại với tôi cũng sẽ giúp. Cô cười như không cười nhìn anh ta, trong lòng sớm đã lạnh toát rồi. Anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhất thời nhìn đến ngốc luôn. Tóc của Lâm Thanh Mai tỏa ra hương thơm mà Trần Hoàng Khôi đã uống rượu sớm đã thất thường. Anh ta đột nhiên dùng sức đè cô ngã vào sofa, khẩn thiết nói: Thanh Mai, mấy ngày nay tôi thực sự rất nhớ em. Môi của Trần Hoàng Khôi hạ xuống. Lần này Lâm Thanh Mai hối hận muốn chết, cô tại sao nửa đêm để cho anh ta vào nhà chứ? Trần Hoàng Khôi, anh uống say rồi, anh mà buông tôi ra, anh còn tiếp tục như thế, tôi thực sự tức giận đấy. Cô liều mạng dãy rùa, bắt đầu lớn tiếng hét lên: cứu mạng, Kiệt, Kiệt, có nhà không, mau đến cứu. Miệng của cô bị Trần Hoàng Khôi bịt chặt. Trần Hoàng Khôi thẹn quá hóa giận: Lâm Thanh Mai, em ghét tôi như thế sao? Tôi thực sự là nói hết lời tốt đẹp rồi, thậm chí bằng lòng bỏ ra 240 tỷ để giúp ba em. Em giúp cô còn muốn tôi như thế nào nữa? Tối nay nói gì thì nói, tôi cũng phải khiến em trở thành người phụ nữ của tôi. Chính vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt. Hàng xóm Kiệt ở ngoài cửa lớn tiếng hỏi: cô Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô Lâm. Cơ thể của Trần Hoàng Khôi bỗng cứng nhắc. Anh ta không ngờ thực sự sẽ có người đến cửa làm phiền chuyện tốt của anh ta. Lâm Thanh Mai bị Trần Hoàng Khôi cả người toàn mùi rượu đè lên không thể nhúc nhích. Hai tay của cô bị bàn tay lớn của anh ta áp chết dựa trên đỉnh đầu. Cái tay khác của anh ta bị chặt miệng của Lâm Thanh Mai. Lý trí của anh ta có hơi quay lại một tí ti, nhưng tà niệm mãnh liệt vẫn đang thôi thúc trong đầu óc của anh ta. Trần Hoàng Khôi không có động tác mới, cứ căng thẳng không lên tiếng đè Lâm Thanh Mai, muốn đợi Kiệt, người lo chuyện bao đồng ở ngoài cửa, tự mình rời khỏi. Cô Lâm, cô nếu như còn không lên tiếng thì tôi đạp cửa xông vào. Kiệt đứng ở ngoài cửa, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Bắt đầu từ khi Trần Hoàng Khôi bước vào chung cư của Lâm Thanh Mai thì anh ta ở trong chung cư của mình nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát, muốn đợi Trần Hoàng Khôi sau khi đi ra anh ta mới có thể yên tâm đi ngủ. Ở trong tài liệu của anh ta, Trần Hoàng Khôi là một trong những đối tượng được giám sát trọng điểm. Nhưng mãi không thấy Trần Hoàng Khôi từ trong phòng đi ra, Kiệt từ cửa phòng đi đến ngoài cửa chung cư của Lâm Thanh Mai nghe lén. Trước đó mãi không nghe thấy cái gì, hiệu quả của cửa cách âm rất tốt. Mãi đến khi anh ta thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu của Lâm Thanh Mai, tuy rất ngắn ngủi nhưng anh ta vẫn nghe thấy. Lúc này nghe thấy Kiệt nói muốn đạp cửa, trong lòng Trần Hoàng Khôi có hơi hoảng. Anh ta bỗng nhìn vào mắt của Lâm Thanh Mai, nhìn thấy sự tức giận và đau lòng trong mắt của cô. Ánh mắt này khiến anh ta hoàn toàn tìm lại lý trí. Trần Hoàng Khôi khẽ nói: Thanh Mai, tôi bây giờ thả em ra, em bảo người đàn ông này đi mau. Chuyện của hai chúng ta đừng để người lạ tham gia vào. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Thanh Mai nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta có hơi nhếch nhác bò dậy, sải bước đi ra ban công, nhìn dáng vẻ là không muốn cha va chạm vào với người ngoài cửa.
Cô mau chóng chỉnh lại quần áo, không thèm để ý đến Trần Hoàng Khôi nữa. Lúc này Kiệt ở ngoài cửa lại xác nhận với cô lần nữa, nói anh ta thực sự chuẩn bị đạp cửa vào rồi. Lâm Thanh Mai cất bước ra mở cửa. Tư thế chuẩn bị đạp cửa của Kiệt bỗng khựng lại, lo lắng hỏi: "Cô Lâm, cô không sao chứ?" Lâm Thanh Mai khẽ lắc đầu nói: "Tôi không sao." "Kiệt, cảm ơn sự quan tâm của anh." Không có giải thích nhiều, cô cũng không muốn chuyện vừa rồi tùy tiện nói cho người đàn ông xa lạ. Kiệt gật đầu nhưng vẫn có hơi không yên tâm. "Vậy tôi trở về đây." "Cô Lâm thực sự không cần giúp đỡ sao?" "Không cần, cảm ơn." Vẻ mặt của Lâm Thanh Mai có hơi không tự nhiên, vẫn là lửa giận đầy bụng đang đè nén ở lồng ngực. Lúc này Kiệt cũng ngại tiếp tục kiên trì nữa, chỉ nói câu "có chuyện gì thì gọi tôi, không cần khách sáo." Lâm Thanh Mai gật đầu khẽ mỉm cười, tự mình tiễn Kiệt rời khỏi. Đợi sau khi Kiệt trở về chung cư của mình, cô không đóng cửa xoay người đi về phía phòng bếp. Một phút sau, Lâm Thanh Mai đi đến ban công, nói với bóng lưng của Trần Hoàng Khôi: "Anh đi đi." Trần Hoàng Khôi đang hút thuốc xoay người liếc nhìn cô. Anh ta thở dài, đem đầu thuốc vứt xuống hồ nước công cộng dưới lầu. Anh ta xoay người bước tới trước một bước nói: "Thanh Mai, tôi vừa rồi thực sự là đầu óc choáng váng rồi, xin lỗi." Đối diện với chồng cũ có ý muốn cưỡng hiếp mình như lần này, đáy lòng của Lâm Thanh Mai thực sự tỉnh ngộ rồi. Cô bình tĩnh nói: "Trần Hoàng Khôi, đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh. Nếu như tôi không niệm tình cũ thì vừa rồi chuyện anh muốn cưỡng bức tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát xử lý. Hôm nay tôi nói rõ ràng hết với anh, sau này chuyện trong nhà tôi không cần anh quản. Nếu như người nhà của tôi gọi điện cho anh có thể không nghe. Anh đã không có nghĩa vụ và trách nhiệm duy trì liên lạc với người nhà của tôi nữa rồi." "Thanh Mai," Lâm Thanh Mai nói, "anh nghe tôi nói xong đã. Sau này anh không cần tiếp tục đến tìm tôi nữa. Cho dù anh đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ không gặp anh nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Mặc kệ như thế nào chúng ta đều không thể quay lại như trước được nữa. Bởi vì tôi đã không còn yêu anh nữa rồi." Tận tai nghe thấy cô nói không còn yêu anh ta nữa rồi, trái tim của Trần Hoàng Khôi lần đầu tiên cảm thấy khổ sở rách ra. Tuy anh ta một lòng muốn khiến Lâm Thanh Mai trở thành người phụ nữ của anh ta, nhưng đó là vì anh ta vẫn yêu cô. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Mai hoàn toàn vạch rõ giới hạn với anh ta. Sự hối hận trong đáy mắt Trần Hoàng Khôi dâng lên, khóe mắt của anh ta rơi lệ. "Thanh Mai, em thực sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Một cơ hội cũng không cho tôi. Em thực sự có thể buông được tình cảm 4 năm của chúng ta sao?" Trong giọng nói của Trần Hoàng Khôi ẩn chứa sự không cam tâm và bi thống. Lâm Thanh Mai nhìn vào mắt của anh ta nghiêm túc nói: "Hoàng Khôi, nếu như lúc đầu vì tôi không chịu xảy ra quan hệ trước hôn nhân với anh mà khiến anh chịu tổn thương, tôi nói tiếng xin lỗi với anh. Nhưng điều này không thể trở thành lý do của anh được. Anh thậm chí không có cho tôi cơ hội thay đổi vì anh. Nếu như anh lúc đầu sớm nói cho tôi biết suy nghĩ thực sự trong lòng của anh, có lẽ loại kiên trì đó của tôi cũng sẽ không cố chấp như thế." Ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh của cô lại khiến trong lòng anh ta có hơi bất an. Anh ta bỗng có loại sợ hãi, cảm thấy Lâm Thanh Mai ở gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. Trần Hoàng Khôi có hơi hoảng loạn, đi đến trước mặt cô, muốn chạm vào gò má của cô. Ánh mắt của Lâm Thanh Mai quét qua anh ta như con dao sắc lạnh, cứ đâm vào trái tim của anh ta. Bàn tay đó của anh ta xấu hổ vô cùng, ở giữa không trung mà hơi run rẩy, cuối cùng bất lực thu lại. Bàn tay phải giấu sau lưng của Lâm Thanh Mai nắm chặt một chiếc kéo. Cô đã có chuẩn bị, nếu như Trần Hoàng Khôi muốn làm gì cô tiếp, cô nhất định không chút do dự cầm kéo đâm vào cơ thể của anh ta. Trần Hoàng Khôi đứng ở đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng tạc, ý niệm dần dần mất đi như thế. Anh ta không biết còn có thể níu kéo trái tim của Lâm Thanh Mai nữa không. Có lẽ bắt đầu từ sau khi anh ta đi quá giới hạn ở sau lưng Lâm Thanh Mai, phản bội tình yêu của bọn họ, phản bội hôn nhân của bọn họ, thì anh ta đã hoàn toàn mất đi cô. Trần Hoàng Khôi còn muốn nói thêm điều gì đó, khóe môi khẽ mấp máy nhưng vẫn trầm mặc. Trước khi rời khỏi chung cư của Lâm Thanh Mai, anh ta hỏi cô một câu cuối cùng: "Về sau chúng ta còn có thể làm bạn không?" Đáp án của Lâm Thanh Mai là không thể. Lâm Thanh Mai vô cùng bất lực cười một tiếng rồi đi. Một tiếng cười đó
nghe thấy trong lòng của Lâm Thanh Mai cũng không biết có cảm giác gì. Nếu như cô và anh ta là vì điều đó mà không còn yêu nhau và ly hôn trong hòa bình, nếu như sự tổn thương của anh đối với cô không có lớn như thế, có lẽ cô và anh ta còn có thể làm bạn bè. Đáng tiếc, có một số người cuối cùng phải trở thành người xa lạ. Anh ta và cô cuối cùng cũng trở thành người xa lạ quen thuộc. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Mai tự động tỉnh lại ở trong phòng ngủ của chung cư. Tuy tối qua vì chuyện của Trần Hoàng Khôi khiến cô lần nữa mất ngủ, cô chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng còn có chuyện quan trọng đợi cô đi làm. Chuyện đầu tiên là cô gọi điện cho ba cô, Lâm Tường, đi xác nhận chuyện cầm 240 tỷ tiền vốn quay vòng. Cô cần biết nếu như cô có thể nghĩ cách mượn được tiền, có phải thực sự có thể giúp được Lâm Tường vượt qua nguy cơ lần này hay không. May mắn là Lâm Tường rất chắc chắn nói với cô, chỉ cần có thể mượn được 240 tỷ, ông ta đảm bảo có thể hóa giải được vấn đề của công ty. Nhưng điều không may là cô đi đâu tìm ai mượn 240 tỷ này đây? Lâm Thanh Mai ngồi ở trên sofa cầm điện thoại của mình. Cô đang ở trong danh bạ, nhìn một lượt những người liên lạc. Lập Gia Khiêm là người đầu tiên cô loại trừ. Cô mở miệng nói nếu như ở bên anh sẽ không cần tiền của anh, nhưng nháy mắt lại hỏi anh mượn tiền. Vậy cô không phải là tự vả mặt mình hay sao? Huống chi cho dù Lập Gia Khiêm chịu cho cô mượn, anh vì điều này bắt cô làm người tình của anh, cô có thể không đáp ứng sao? Cô há không phải lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn hai đầu. Loại dây dưa đến tiền bạc này cuối cùng sẽ dẫn đến vấn đề tình cảm không thuần khiết. Cô từ sâu trong đáy lòng đã không làm được. Còn Tạ Bân và Đường Vân Tú tuy đều có quan hệ bạn bè với cô, nhưng cô với bọn họ còn chưa thân đến mức có thể đi mượn 240 tỷ được. Lý Trường Lâm người có tiền tiềm năng, vậy thì không thích hợp đi mượn. Lâm Thanh Mai suy đoán, giả dụ Lý Trường Lâm còn thích cô, nếu như cô đi mượn tiền anh ta thì chỉ khiến quan hệ của hai người bọn họ phức tạp hóa lên. Còn nữa, cho dù cô thực sự mở miệng hỏi mượn tiền Lý Trường Lâm, nhưng khoản tiền lớn như thế, Lý Trường Lâm ngộ nhỡ không có thì sao? Hoặc anh ta không bằng lòng cho mượn thì phải làm sao? Nghĩ đến vài loại khả năng này, Lâm Thanh Mai lần lượt phủ định ở trong đầu. Người cuối cùng nghĩ tới là bạn thân Lưu Bảo Bảo. Cô ấy tuy mở hai thẩm mỹ viện, thu nhập luôn rất cao, nhưng cô ấy thật ra vẫn thường dùng tiền của gia đình. Lưu Bảo Bảo từ nhỏ sống trong nhung lụa, tiêu tiền mạnh tay mạnh chân quen rồi. Thu nhập của cô ấy không bằng mức độ chi ra của cô ấy. Nếu như Lâm Thanh Mai mở miệng hỏi Lưu Bảo Bảo mượn 240 tỷ, vậy tức là Lâm Thanh Mai hỏi mượn tiền của ba mẹ Lưu Bảo Bảo. Cho nên nghĩ đến cuối cùng, ngay cả Lưu Bảo Bảo cũng bị cô loại ra khỏi đầu rồi. Khi cần dùng tiền, sự bất lực sâu sắc này khiến Lâm Thanh Mai ngồi ngây ra cả một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi bụng kêu đói ủng ục, nghĩ thôi đầu cũng đau rồi, cô mới đứng dậy. Lâm Thanh Mai úp cho mình bát cháo yến mạch, trong đầu nghĩ tới ông chủ mới của mình, Bạch Cảnh Phong. Tưởng tượng đến cảnh nếu như cô đến chỗ Bạch Cảnh Phong tạm ứng trước tiền lương 240 tỷ, chính cô cũng bật cười thành tiếng. Lâm Thanh Mai à, Lâm Thanh Mai, ai sẽ chịu cho mày mượn 240 tỷ chứ? Cô không khỏi cảm thán nguy cơ kinh tế lần này mà Lâm Tường gặp phải, đâu phải cô có thể giải quyết nổi chứ. Cô biết Lâm Tường đã cùng đường rồi. Cho dù Trần Hoàng Khôi tối qua nói muốn cho cô mượn tiền, nhưng cô đã từ chối rồi. Cho dù gấp đến phát điên cũng không thể mở miệng mượn tiền anh ta. Ánh mắt của Lâm Thanh Mai dần trở nên bất định, sự bình tĩnh trong đầu đã dần dần bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Nội tâm của cô đã bắt đầu khẩn trương rồi. Lẽ nào thực sự phải dương mắt nhìn ba của mình bị tòa tuyên án phá sản hay sao? Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng trên mặt đĩa thủy tinh bên cạnh lọ hoa. Bên trên để ví tiền, chìa khóa, thẻ ngân hàng, thẻ hội viên siêu VIP của cô, còn để một tờ danh thiếp màu trắng gạo. Lâm Thanh Mai lập tức đứng dậy đi đến chỗ cái danh thiếp đó. Bên trên ngoài một cái tên và số điện thoại ra thì không có thông tin gì khác. Lâm Thanh Mai nhìn chằm chằm tấm danh thiếp này, nghĩ tới lời đối phương trước đó nói với cô, trong lòng cô không nhịn được có chút xúc động. Có lẽ tìm người không có quan hệ gì mượn tiền là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hợp đồng, hợp luật và giấy mượn nợ gì đó đều được, chỉ cần đối phương chịu cho mượn, cô dám ký. Sự việc đã đến nước này, cô đã không có cách nào tốt hơn rồi, mặc kệ như thế nào cũng phải thử. Lâm Thanh Mai thấp thỏm bất an ấn gọi, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông 6 tiếng cũng không có ai nghe. Cô xấu hổ vội vàng cúp máy. Lâm Thanh Mai lúc này đã hối hận rồi, cảm thấy mình quá xúc động rồi. Dù sao đối phương với cô gần như có thể nói là người xa lạ. Nghĩ tới việc bản thân muốn hỏi đối phương mượn 240 tỷ,
Lâm Thanh Mai thầm tự cười nhạo chính mình. Nhưng lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, đối phương gọi lại rồi. Trái tim của Lâm Thanh Mai đều nhức lên đến cổ họng. Vừa rồi là cô gọi trước, bây giờ nếu như không nghe thì không hay lắm. Cô vô thức ấn nghe. Xin chào, tôi là Louis. Xin hỏi vừa rồi là cô gọi điện sao? Giọng nói của anh ta trầm thấp dễ nghe, nghe thì thấy rất có phong độ đàn ông. Tuy là con lai, nhưng tiếng phổ thông của Louis rất tốt, hoàn toàn ở phát âm. Lâm Thanh Mai lấy hết can đảm nói. Đúng, tôi là Lâm Thanh Mai. Trước đó là anh cho tôi danh thiếp. Không biết anh có còn nhớ tôi không? Lúc này, Louis đang ở trong biệt thự của mình ở thành phố Úc vừa mới tỉnh. Người còn nằm ở trên giường. Sau khi nghe thấy là Lâm Thanh Mai, anh ta lập tức ngồi dậy, trong ngữ khí ẩn chứa sự vui mừng. Cô Lâm, tôi luôn đợi điện thoại của cô. Cô có hơi ngạc nhiên. Đợi điện thoại của tôi? Tại sao? Tôi muốn biết có phải cô làm mất danh thiếp của tôi rồi không? Khóe miệng của Louis mang theo nụ cười nhạt. Danh thiếp mà anh ta lúc đầu ở nhà hàng Trung Đông Hoàng đưa cho cô là số điện thoại cá nhân của anh ta, người biết nó không nhiều. Lâm Thanh Mai xấu hổ mỉm cười. Sao lại làm mất được chứ? Cô Lâm, cô tìm tôi có phải là đã gặp chuyện phiền phức rồi không? Louis hỏi rất thẳng, nhưng ngữ khí rất chân thành, khiến người ta không nhịn được mà muốn nói ra. Mà Lâm Thanh Mai đang ấm đầu thực sự nói ra rồi. Quả thật gặp phải phiền phức. Cô Lâm mới nói. Với tôi không cần e ngại. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tôi rất thất thố, luôn muốn tìm cơ hội bù đắp cho cô Lâm. Nếu như phiền phức của cô tôi có thể giúp được, cứ mong cô Lâm cho tôi một cơ hội. Trái tim của Lâm Thanh Mai nghe mà nóng lên. Tuy gần như có thể nói là không quen biết với Louis, bây giờ gọi điện cũng là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh như thế. Ý niệm cô căn bản từ bỏ đột nhiên lại gợi ra. Tôi không có chuyện gì, chỉ là muốn xác nhận số điện thoại của anh có phải là số ảo không thôi. Lâm Thanh Mai thầm mắng chính mình hèn. Rõ ràng lời đến của miệng cuối cùng vẫn không nói ra được. Trong điện thoại truyền tới ý cười ấm áp. Cô Lâm, tôi biết tôi ở trong lòng cô có thể còn chưa tính là bạn bè gì cả, nhưng lòng tôi muốn giúp đỡ cô là thật. Tôi không biết tôi phải nên nói gì mới có thể khiến cô tin tưởng tôi. Tôi nghĩ tôi có thể là thời gian chứng minh sự chân thành của tôi. Mặc kệ độ chân thành của Louis có bao nhiêu, Lâm Thanh Mai lúc này thực sự bị anh lay động rồi. Cô ngập ngừng vài giây bỗng nói. Louis, nếu như tôi nói tôi muốn mượn anh 240 tỷ, anh liệu có cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo không? Louis ở đầu dây bên kia, bởi vì chuyện cô mở miệng mượn tiền này, trong đôi mắt màu lam xám toàn là niềm vui. Sợ cô mượn ít, 240 tỷ đủ cô nợ nhân tình rồi. Louis rất nghiêm túc nói. Đương nhiên sẽ không. Cô Lâm, đợi sau khi chúng ta cúp máy, làm phiền cô gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng và máy của tôi. Lời của anh khiến Lâm Thanh Mai trực tiếp sốc. Cứ như thế cho cô mượn tiền, sẽ không phải là đang chọc cô chứ? Hoặc Lâm Thanh Mai lập tức hỏi. Louis, tôi đoán anh có khả năng chưa có nghe rõ ràng. Tôi nói tôi muốn hỏi mượn anh 240 tỷ. Chữ tỷ đặc biệt nhấn mạnh. Cô thực sự sợ Louis sẽ nghe thành 240 triệu. Tôi không có nghe sai. Cô Lâm, tôi bây giờ có chút việc cần xử lý, lát nữa tôi sẽ gọi điện lại cho cô được không? Đừng quên gửi số tài khoản của cô cho tôi. Lâm Thanh Mai lập tức gật đầu. Được, vậy anh làm việc trước. Đợi sau khi cúp máy, trái tim của Lâm Thanh Mai vẫn rất thấp thỏm. Cô do dự hồi lâu mới gửi số tài khoản của mình đi. Thật ra chuyện Louis chịu cho cô mượn, cô đến bây giờ cũng không dám tin. Nhưng tiền chưa có vào tài khoản, tảng đá trong lòng cô không buông xuống được. Vì để bản thân không nghĩ đến chuyện mượn tiền nữa, Lâm Thanh Mai bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày mai muốn đến phim trường của thành phố Giang Đông đi quay phim cùng Bạch Cảnh Phong. Về sau cô chính là trợ lý sinh hoạt và công việc của Bạch Cảnh Phong. Một đống chuyện cần cô đi thích ứng học tập. Giống như suy đoán của Đường Văn Tú, công việc trợ lý thực tập của Lâm Thanh Mai bây giờ tiền lương đến 45 triệu so với khi làm nhà thiết kế của Lập Thị còn cao hơn rất nhiều. Vì càng chuyên tâm cho công việc, cô đã chuyển nhượng cửa tiệm online ở trên mạng rồi. Đối phương thanh toán trong một lần cho Lâm Thanh Mai 900 triệu. Một tiếng sau,
Điện thoại của Lâm Thanh Mai nhận được tin nhắn của ngân hàng. Cô mở ra xem thì kinh ngạc đứng bật dậy. Đâu biết thực sự đã chuyển 240 tỷ vào tài khoản của cô. Tảng đá trong lòng rơi xuống. Mắt thấy là sự thật, Lâm Thanh Mai tin tưởng và giúp đỡ cô, khiến trong lòng Lâm Thanh Mai kích động vô cùng, trong nháy mắt viền mắt đỏ lên. Khi cô muốn gửi tin nhắn nói cho Lâm Thanh Mai tiền đã vào tài khoản, dì út của cô Vương Lệ Đan gọi điện cho cô. Điện thoại vừa kết nối thì nghe thấy Vương Lệ Đan khóc khẩn trương hỏi: Thanh Mai à, cháu có biết Tiểu Ngọc ở đâu không? Câu hỏi của Vương Lệ Đan khiến Lâm Thanh Mai hơi nhíu mày. Từ sau khi cô và em họ lần trước gây nhau, cô quả thật không có gặp lại Trần Ngọc. Lần trước khi cô nằm viện đã hỏi Lập Gia Khiêm về chuyện căn phòng, nhưng anh rất phản cảm với Trần Ngọc, nói Lâm Thanh Mai đừng ở trước mặt anh nhắc đến loại phụ nữ đó. Lâm Thanh Mai cũng có thể lý giải, lúc đầu Trần Ngọc vụ an Lập Gia Khiêm, anh không có tìm Trần Ngọc tính sổ đã là không tệ rồi. Đối diện với tiếng khóc lóc của Vương Lệ Đan, Lâm Thanh Mai tự nhiên sẽ không nói ra sự thật. Cô giải thích: Dì út, dì trước tiên được khẩn chưa? Cháu lát nữa sẽ gọi điện cho Trần Ngọc. Gọi gì chứ, dì cũng gọi rồi. Điện thoại của Tiểu Ngọc luôn tắt máy. Nếu không phải sáng nay chủ nhiệm của nó gọi điện thoại cho dì nói Tiểu Ngọc đã bỏ học 3 lần rồi, dì mới biết nó không có ở trường. Chuyện không ở trường, Lâm Thanh Mai lúc đầu quả thật giúp Trần Ngọc che giấu Vương Lệ Đan. Lúc đó Tiểu Ngọc và bạn trai cũ cùng đi ra ngoài thuê phòng. Cô làm chị họ cũng không quan nhiều chuyện như vậy. Nghe thấy Vương Lệ Đan nói Trần Ngọc bỏ học 3 lần rồi, trong lòng Lâm Thanh Mai cũng có hơi lo lắng. Cô nói: Dì út, dì đừng quá lo lắng, cháu nhất định sẽ giúp dì tìm Tiểu Ngọc. Nếu như cháu tìm được em ấy thì sẽ kêu em ấy gọi điện lại cho dì có được không? Vương Lệ Đan khổ sở nói: Thanh Mai à, cháu là chị họ của Tiểu Ngọc, nó một mình ở trong thành phố, trừ cháu ra không có họ hàng nào khác rồi. Cháu bình thường cho dù công việc có bận rộn cũng phải dành thời gian để ý nó. Dạ, cháu biết. Cho dù cô sau khi biết nhân phẩm của Trần Ngọc, nhưng đối mặt với sự nhờ vả của Vương Lệ Đan, Lâm Thanh Mai tự nhiên không thể từ chối. Dì nghe mẹ cháu nói, cháu và Trần Hoàng Khôi đã ly hôn rồi. Cháu tuổi còn trẻ thì đã ly hôn ấn tượng tóm lại không được tốt. Thật ra Trần Hoàng Khôi đứa trẻ này rất không tệ. Dì tuy không gặp nó được mấy lần, nhưng nó lớn lên vừa đẹp trai vừa có năng lực. Nghe mẹ cháu nói, ở trong thành phố còn có hai biệt thự có giá trị. Thanh Mai à, cháu phải nghĩ cho rõ. Ông chồng như thế không cần, cháu còn muốn tìm người đàn ông như thế nào? Cuộc sống riêng tư của mấy ngôi sao năm đó rất loạn, không có ai tốt lành cả. Lời của Vương Lệ Đan khiến Lâm Thanh Mai nghe không lọt, nhưng cô hiểu họ hàng bên phía nhà mình đều là có quan hệ rất cổ hủ, chỉ cần điều kiện tốt, có tiền vậy thì đáng để gả, loại chuyện ngoài luồng gì đó cũng không phải không thể tha thứ. Nhưng Lâm Thanh Mai đối với loại chuyện này quan điểm lại không khác. Dì út, chuyện của cháu sẽ tự mình giải quyết, còn chuyện của Tiểu Ngọc dì cứ yên tâm đi. Bây giờ cháu sẽ gọi điện thoại cho bạn của con bé. Thấy Lâm Thanh Mai không muốn nói tiếp, Vương Lệ Đan ngược lại cũng không dài dòng nữa. Ừ, được, vậy thì làm phiền cháu rồi, dì đợi điện thoại của cháu. Thật là chưa hết đợt sóng này lại có đợt sóng khác ập tới. Lâm Thanh Mai vội gọi cho Trần Ngọc trước. Sau khi xác nhận thực sự tắt máy, cô mới nghĩ gọi cho bạn thân của Trần Ngọc. Cô rất lâu trước đây đã lưu số điện thoại của đối phương rồi, nhưng bình thường không có liên lạc nhiều nên bỏ xó. Cô bé tên Vương Thanh Thanh, là con nhà giàu, bởi vì có nữ sinh khác báo cáo cô ta giấu chất cấm. Chủ nhiệm phòng công tác học sinh sinh viên khi xuất được trong túi đồ ở ký túc thì Vương Thanh Thanh bị đuổi học. Sau khi Vương Thanh Thanh bị đuổi học, Trần Ngọc vẫn liên lạc riêng với Vương Thanh Thanh. Lâm Thanh Mai đã từng nhắc nhiều mấy lần, nhưng Trần Ngọc luôn nói không có qua lại với cô ta. Nhưng Lâm Thanh Mai ở phòng thuê nhìn thấy một chiếc túi hàng hiệu của Trần Ngọc, cô biết Trần Ngọc vẫn chịu ảnh hưởng của Vương Thanh Thanh rồi. Sau khi liên tiếp gọi 3 lần, điện thoại của Vương Thanh Thanh cuối cùng có người bắt máy rồi. Lâm Thanh Mai vừa nói một câu xin chào thì bị Vương Thanh Thanh tức giận cắt ngang. Cô là ai? Có bệnh à mới gọi mãi thế? Lẽ nào không biết cái gì gọi là người ta không muốn nghe máy hay sao? Bị cô ta bỗng nhiên quát như thế, Lâm Thanh Mai cũng ý thức được liên tiếp qua điện thoại quả thật rất không lịch sự. Cô đây là quan tâm bắt loạn. Cô lập tức xin lỗi. Thanh Thanh, xin lỗi, chị là chị họ của Trần Ngọc. Lâm Thanh Mai,
Không biết em có còn nhớ chị không? Chị gọi điện chủ yếu là muốn hỏi em, em có biết Tiểu Ngọc ở đâu không? Mẹ em ấy gọi điện cho chị, nói là em ấy đã bỏ học 3 lần rồi, mãi không tìm được em ấy. Vương Thanh Thanh không kiên nhẫn nghe tiếp nữa. Tôi nói với người chị họ này, chị muốn tìm Trần Ngọc thì gọi điện cho tôi à? Tôi với cô ta đã sớm trở mặt rồi. Trở mặt rồi? Lâm Thanh Mai tiếp tục hỏi. Không biết em có tiện nói cho chị biết, em và em ấy vì chuyện gì mà trở mặt không? Cô không kìm được suy đoán, lẽ nào Trần Ngọc là vì tâm trạng không tốt cho nên chơi trò mất tích. Vương Thanh Thanh tuy ngữ khí rất kém, nhưng thấy Lâm Thanh Mai vẫn có kiên nhẫn nói chuyện với cô ta như vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy chút giận lên người Lâm Thanh Mai cũng có hơi quá đáng rồi. Ngữ khí của cô ta hòa hoãn hơn nhưng vẫn không khách khí. Trần Ngọc, đồ tiện nhân này thật là đồ vô ơn. Cô ta mấy ngày trước tìm tôi nói chủ nhà sắp bán nhà, cô ta tạm thời không tìm được chỗ ở. Tôi có lòng tốt để cho cô ta đến chỗ tôi ở một thời gian. Cô ta ngược lại nhân cơ hội tôi ra nước ngoài công tác, mới có ngắn ngủi 2 ngày thì ngủ với bạn trai của tôi rồi. Đâu có phụ nữ nào hạ tiện như thế chứ. Nghe thấy đáp án như vậy, Lâm Thanh Mai làm chị họ của Trần Ngọc cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu như là trước kia người khác nói Trần Ngọc như thế, cô chắc chắn là một mực bảo vệ và tin tưởng em họ của mình. Nhưng sau khi thấy Lập Gia Khiêm lúc đó đưa ra một loạt sự thật, cô bây giờ đối với Trần Ngọc đã hoàn toàn không có tin tưởng gì nữa. Có điều Lâm Thanh Mai ngược lại cũng nói một câu khách quan. Thanh Thanh, chuyện của Trần Ngọc chị không đánh giá, nhưng chị có câu thật là muốn nói. Nếu như Trần Ngọc có thể trong 2 ngày ngủ được với bạn trai của em, vậy thì chứng minh bạn trai của em vốn dĩ cũng không phải là loại đàn ông tốt đẹp gì. Lời chị nói không dễ nghe, nhưng chẳng qua chỉ là muốn nói với em, người có thể dễ dàng phản bội em, tổn thương em, đau lòng đều không đáng. Ngay cả tức giận cũng không đáng. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, Vương Thanh Thanh khóc. Tôi không ngờ chị thân là chị họ của Trần Ngọc lại có thể nói những lời này với tôi. Thanh Thanh, chị vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp em. Em thực sự rất xinh đẹp, là mẫu hình mà đa số các nam sinh đều sẽ thích. Mất đi người đàn ông không thích hợp với em không có gì phải đáng tiếc cả. Đối diện với những chuyện mà Vương Thanh Thanh trải qua, Lâm Thanh Mai rất khó không nên tưởng tới mình. Cô chính là dùng lý luận thuyết phục bản thân để chia sẻ với cô ta. Cho dù không thay đổi được bất cứ sự thật nào, nhưng ít nhất cô hy vọng suy nghĩ trong lòng Vương Thanh Thanh sẽ có chút ít thay đổi. Vương Thanh Thanh khịt mũi châm chọc nói. Trần Ngọc thật là may mắn, cô ta còn có người chị họ như chị. Nghe ngữ khí của cô ta rõ ràng tốt lên không ít, Lâm Thanh Mai cũng không định nói tiếp nữa. Thanh Thanh, vậy nếu em cũng không biết Trần Ngọc ở đâu, chị không làm phiền nữa. Khoan đã, Lâm Thanh Mai im lặng không nói chuyện. Vương Thanh Thanh cuối cùng cũng nói. Tôi nghe bạn tôi nói Trần Ngọc đã chuyển đến phòng của bạn trai cũ của tôi rồi. Thật ra Trần Ngọc lần này cướp bạn trai của tôi, tôi đoán là vì cô ta không có tiền rồi. Cô ta trước đây là người tình của Phú Nhị Đại, vẫn là tôi giới thiệu cho cô ta. Tối qua tôi vừa biết được tên bạn Phú Nhị Đại đó đã hoàn toàn không liên lạc với cô ta nữa rồi. Trần Ngọc rất vật chất, thiếu tiền tiêu sẽ vội đi tìm đàn ông. Những lời này nghe vào trong tai của Lâm Thanh Mai không tính là chuyện mới mẻ gì. Vương Thanh Thanh do dự vài giây, vẫn thẳng thắn với Lâm Thanh Mai. Có câu thật lòng tôi có thể nói với chị, bạn trai cũ đó của tôi có một thói quen xấu xa, anh ta hút thuốc phiện. Nếu như Trần Ngọc vì thế mà bị nghiện, vậy thì chính là cô ta đáng đời. Nói xong Vương Thanh Thanh trực tiếp tắt máy. Lâm Thanh Mai còn muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng Vương Thanh Thanh đã tắt máy rồi. Vừa liên tưởng đến Trần Ngọc nếu như nghiện ma túy, vậy gì út không phải sẽ khóc chết đi sống lại sao? Huyện quê của cô là nơi rất nhỏ, khái niệm đối với loại chuyện này vẫn chỉ dừng ở trong phim ảnh. Lâm Thanh Mai lần này thực sự khẩn trương rồi. Cho dù không thích cô em họ này, nhưng cũng không muốn cô ta rơi vào con đường không thể quay đầu. Mặc kệ có khả năng này hay không, bắt buộc phải tìm được Trần Ngọc trước rồi nói. Chưa từng gặp phải chuyện như thế này, cô nên làm sao đây? Chiếu theo tình trạng như này, xem ra Trần Ngọc cũng không phải là mất tích, cô ta chỉ là trốn đi không muốn liên lạc với người khác, báo cảnh sát tóm lại không thích hợp. Nhưng làm sao mới có thể tìm được Trần Ngọc đây? Suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn là hỏi Đường Vân Tú càng thích hợp hơn.
Tốt xấu gì lúc đầu Đường Văn Tú còn cùng cô đi tìm Trần Ngọc. Lâm Thanh Mai lập tức gọi điện cho Đường Văn Tú. Đối phương nghe ngay lập tức: "Yo, tôi có phải hoa mắt không? Lâm Thanh Mai, cô vậy là chủ động gọi điện cho tôi cơ à?" Cái giọng nói không dám tin của Đường Văn Tú khiến Lâm Thanh Mai khóc cười không được. Cô trêu: "Anh Đường Đường là tổng giám đốc của truyền thông Đường Văn, còn thấy thụ sùng nhược kinh sao?" Anh ta lại trịnh trọng nói: "Còn tại sao nói như vậy?" Cô ngược lại thực sự rất tò mò. Đường Văn Tú cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng bên ngoài phòng, nghĩ tới nụ cười trên mặt Lâm Thanh Mai, ẩn ẩn càng thấy trong lòng có một loại cảm giác thanh mát thoải mái. Anh ta khẽ mỉm cười một tiếng: "Bởi vì cô là Lâm Thanh Mai." Câu trả lời như thế khiến cô không hiểu, nghĩ vài giây cũng không nghĩ nữa. Lâm Thanh Mai nói vào chuyện chính: "Anh không phải là nói tôi trước khi rời khỏi kêu tôi mời anh ăn cơm sao?" Bên phía anh ta không có động tĩnh. Cô thấy không hay khi trực tiếp nói chuyện của Trần Ngọc. Nghe thấy cô chủ động nhắc đến chuyện mời ăn cơm, trong lòng Đường Văn Tú có hơi kinh ngạc cùng vui mừng. Anh ta hỏi trắng ra: "Cô nhớ tôi rồi sao?" Lâm Thanh Mai từ chối nói: "Sếp Đường đang nói đùa với tôi." Đường Văn Tú lại nghiêm túc nói: "Đừng gọi tôi là sếp Đường. Ông chủ của cô là Bạch Cảnh Phong. Tôi và anh ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác." "Vậy tôi vẫn gọi anh là Đường Văn Tú." Gọi anh ta là sếp Đường, cô cũng cảm thấy lăn tăn. "Thanh Mai, gọi tôi là Văn Tú đi. Chúng ta đâu phải vừa mới quen biết." Sự dịu dàng vô hình trong ngữ khí của anh ta khiến vành tai của Lâm Thanh Mai có hơi nóng bừng. Cô dường như có thể tưởng tượng được lúc này ánh mắt đào hoa của Đường Văn Tú câu dẫn người khác như nào. Nếu như cô là nữ sinh mới lớn, lần đầu biết yêu, nhất định sẽ say mê anh ta. Đáng tiếc cô nữ thanh niên lớp lớn tuổi, là phụ nữ đã ly hôn, cộng thêm vừa thất tình. Dù sao tuổi 25 này của cô ở quê đều đã bị chê ế rồi. Lâm Thanh Mai ở trong lòng không khỏi tự giễu: "Cô nói thật đi, có phải là có chuyện gì cần tôi giúp không?" "Tôi không tin cô là vì thực sự muốn mời tôi ăn cơm mới gọi điện cho tôi đâu." Ngữ khí của Đường Văn Tú trở nên nghiêm túc. Lâm Thanh Mai kinh ngạc nói: "Trời ạ, lẽ nào anh có mắt nhìn xuyên thấu, nhìn được vẻ mặt cầu xin của tôi lúc này sao?" "Thôi được rồi, mau nói là chuyện gì." "Thật ra hôm nay tôi có hơi bận, chuyện ăn cơm đợi cô về thành phố rồi nói, hoặc tôi xong việc đi tìm cô." Nghe thấy anh ta nói bận, Lâm Thanh Mai lập tức nói ngắn gọn lại: "Là như thế này, em họ tôi Trần Ngọc..." Tốn không đến 5 phút nói với Đường Văn Tú chuyện của Trần Ngọc. Sau khi nghe xong, Đường Văn Tú thong thả nói: "Chuyện nhỏ, cô ngày mai cứ theo Bạch Cảnh Phong đến thành phố Giang Đông. Chuyện của em họ cô tôi sẽ cử người đi tra, có tin tức gì thì tôi sẽ gọi điện cho cô. Cô thấy như thế có được không?" Lâm Thanh Mai gật đầu nói: "Được, đương nhiên được, cảm ơn anh. Anh xem con người tôi thật là da mặt dày. Chuyện anh giúp tôi giới thiệu công việc, tôi cũng còn chưa mời anh ăn cơm, bây giờ lại tìm anh giúp đỡ rồi." Đường Văn Tú cười vui vẻ: "Tôi rất vui khi cô tìm tôi giúp đỡ, chứng minh cô xem tôi là bạn bè rồi. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Tôi còn tưởng lúc đầu tôi ở trong xe bỏ tiền kêu cô cùng tôi đi thuê phòng đã bị cô hoàn toàn cho vào danh sách đen đó rồi." Nhắc đến chuyện lần đó, Lâm Thanh Mai lúc này bật cười thành tiếng: "Sợ rằng cậu chủ như anh lúc đó là lần đầu tiên bị người khác dạy dỗ. Dù sao dựa vào vẻ ngoài của anh, chắc không có cô gái nào sẽ từ chối anh." Đường Văn Tú thừa nhận: "Không sai, cô là người đầu tiên từ chối tôi, hơn nữa bây giờ còn có thể trở thành bạn của tôi. Còn vẻ ngoài của tôi ấy mà, cô không phải đã từ chối tôi rồi sao? Gì thì gì cũng có ngoại lệ." Sự cảm khái trong giọng điệu của anh ta mang theo chút tự giễu. Chủ đề càng nói càng có hơi ám muội. Lâm Thanh Mai kịp thời kéo lại chủ đề: "Vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa. Văn Tú, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi lại nợ anh một bữa cơm rồi." Anh ta cười trầm thấp: "Được, tôi sẽ ghi sổ, nhớ phải trả." "Vậy tôi đợi tin tức của anh." "Được, liên lạc lại sau." Sau khi Đường Văn Tú cúp máy, mở hình trong album ảnh ở điện thoại ra, bên trong có một bức ảnh của Lâm Thanh Mai. Lúc đầu anh ta thông qua tòa nhà lập thị chụp trộm Lâm Thanh Mai. Tuy chỉ là một góc nghiêng gương mặt của cô, nhưng đủ khiến anh ta nhìn không rời mắt.
Bây giờ Lâm Thanh Mai bắt đầu xem anh ta là bạn bè, đây sẽ là một khởi đầu tốt. Mà cả anh ta muốn chính là tiếp tục làm bạn của cô. Anh ta đã thử vô số phụ nữ, nhưng lúc đầu trong siêu xe anh ta dùng tiền với Lâm Thanh Mai đã phán đoán sai. Loại sai lầm này anh ta sẽ không phạm lần thứ hai nữa. Ngay cả nam thần kim cương như Lập Gia Khiêm, cô cũng có thể buông tay. Có thể thấy Lâm Thanh Mai thực sự là bông hoa lạ trong phụ nữ hiện đại. Giá trị cuộc đời của kiểu phụ nữ này chỉ muốn thông qua sự cố gắng của chính mình nhận được sự công nhận. Vậy nên sao không giúp cô một bước đặt chân vào giới phim ảnh có vô vàn khả năng chứ? Lấy vẻ ngoài của Lâm Thanh Mai hoàn toàn không thua kém những nữ minh tinh đang nổi. Còn cô có thiên phú diễn xuất tiềm ẩn hay không? Chỉ cần ở bên cạnh Bạch Cảnh Phong, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra không phải sao? Đường Vân Tú bỏ điện thoại vào trong túi, trong mắt anh ta ẩn hiện sự mong chờ, ý cười trên môi có chút thâm ý. Lấy kinh nghiệm anh quản lý truyền thông Lý Trường 8 năm để nhìn nhận, giới nghệ sĩ ngày sau có lẽ sẽ có một người tên Lâm Thanh Mai. Mà sau khi cúp máy, Lâm Thanh Mai thế nào cũng không nghĩ được, cô còn chưa bắt đầu làm trợ lý thực tập đã bị Lập Gia Khiêm và Đường Văn Tú, hai người đàn ông này cùng bắt đầu mong chờ rồi. Muốn để Lâm Thanh Mai dung nhập vào thế giới thực sự của bọn họ, chỉ là một trợ lý đi làm 8 tiếng ở công ty thì còn xa mới đủ. Cả buổi chiều, Lâm Thanh Mai đều ở trong chung cư sắp xếp chuẩn bị cho ngày mai và đến thành phố Giang Đông. Lời cảm ơn với Louis cũng đã gọi điện nói rồi. Cô còn ở trong cuộc gọi chủ động nhắc sẽ viết giấy vay nhanh chóng chuyển tới Úc. Louis tự nhiên nói không cần, nhưng cô kiên trì muốn gửi, Louis cũng thuận theo ý của cô. 240 tỷ đó đã thông qua Internet Banking của ngân hàng chuyển cho ba cô Lâm Tường. Lâm Tường gần như đã khóc. Tuy Lâm Thanh Mai chỉ nói mượn bạn, nhưng Lâm Tường cũng có thể tưởng tượng được mượn khoản tiền này không dễ dàng. Ông ấy ở trong điện thoại hứa đi hứa lại một tháng sau sẽ trả lại. Nếu như thực sự đến bước phá sản, vậy thì tuyên bố phá sản, cùng lắm thì bán công ty biệt thự đi trả nợ. Ông ấy cũng tuyệt đối sẽ không để Lâm Thanh Mai gánh khoản nợ lớn này thay cho ông ấy. Lâm Thanh Mai nghe mà rất cảm động. Ba Lâm Tường cả đời kiêu ngạo, ở công ty làm tổng giám đốc mấy chục năm. Có lúc Lâm Thanh Mai thậm chí nghi ngờ sự thật ông ấy và Vương Lệ Hằng ly hôn. Người đàn ông thiết huyết bừng bừng như thế thực sự sẽ vì Vương Lệ Hằng không phải là lần đầu tiên mà ly hôn với bà hay sao? Có điều mặc kệ sự thật là gì, đối với chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng không thể cứu vãn rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến tối, Lâm Thanh Mai xào rau và thịt lấy từ trong tủ lạnh. Ngày mai phải đến thành phố Giang Đông, đồ trong tủ lạnh có thể ăn hết thì ăn, cũng đỡ lãng phí. Sau khi ăn tối xong, shipper đến nhận bưu kiện gõ cửa. Lâm Thanh Mai sau khi mở cửa đã dán kiến phong bì đưa cho shipper. Sau khi ký thanh toán thì đóng cửa lại. Cô trước đó ở trên mạng xem cấu trúc của giấy nợ, sau khi in ra viết số tiền và ký tên vào. Nếu như thuận lợi, ngày mai Louis có thể nhận được giấy nợ mà cô gửi tới thành phố Úc. Lâm Thanh Mai lúc này thực sự có hơi mệt rồi, cô chuẩn bị đi tắm trước. Lúc này chuông thông báo mail trong điện thoại vang lên. Cô mở ra xem bên trong có một mail nặc danh. Nội dung trong mail không có chữ, chỉ có đến kèm 3 video có thời gian khác nhau. Nếu như trên video không có phụ đề mấy chữ Trần Hoàng Khôi và Lê Anh Đào này, sợ rằng cô sẽ trực tiếp xóa đi không xem, bởi vì video linh tinh rất có khả năng là mã độc. Lâm Thanh Mai hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn vào xem video. Video trực tiếp bắt đầu chạy. Xem chưa được mấy giây thì tắt rồi. Ánh mắt lạnh lùng xem video thứ hai và thứ ba. Không lâu sau đều tắt đi. Cô trực tiếp xóa mail nặc danh này đi. Lâm Thanh Mai xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Tuy cô không chắc chắn mail này có phải là Lê Anh Đào gửi không, cũng mặc kệ đối phương có ý gì. Đối với cô mà nói điều không quan trọng, bởi vì cô đã không yêu Trần Hoàng Khôi nữa. Cho nên video của Trần Hoàng Khôi và Lê Anh Đào đã không làm cô tổn thương được. Cho dù Trần Hoàng Khôi lúc đó vẫn một lòng muốn tái hợp với cô, sau lưng vẫn lại dây dưa với Lê Anh Đào. Nếu bọn họ đã ly hôn rồi, Trần Hoàng Khôi muốn xảy ra quan hệ với ai cũng không có liên quan gì tới Lâm Thanh Mai. Có điều Lâm Thanh Mai cũng thầm thấy may mắn, từ đầu đến cuối cô đều không có cho Trần Hoàng Khôi thêm cơ hội. Từ sự thật của video này phản ánh được, Trần Hoàng Khôi chính là trai đều không hơn không kém. Người đàn ông đã có quan hệ ngoài luồng, bẩn rồi chính là bẩn rồi. Có thể không có giới hạn ngoại tình một lần thì sẽ tiếp tục ngoại tình vô số lần. Một giờ chiều hôm sau, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Phong đến sân bay thành phố Giang Đông.
Bọn họ sau khi đẩy vali đi ra sân bay, trực tiếp lên một chiếc xe dành cho ngôi sao màu đen. Do Bạch Cảnh Phong lần này đến thành phố Giang Đông không có công bố tin tức, cho nên đi rất khiêm tốn. Bạch Cảnh Phong bắt đầu xuất phát từ trong thành phố thì luôn đeo khẩu trang lớn, kính râm, mũ. Ngay cả Lâm Thanh Mai cũng lựa chọn kiểu như thế. Từ sau khi cô và Tạ Bân có tin đồn ở trường hợp công cộng có lượng lớn người như thế này, Lâm Thanh Mai cũng đã mang theo tất cả trang bị ngụy trang đơn giản bên mình. 0 giờ đêm, Tạ Bân ở trên Facebook lần nữa công bố nói rõ, nói chỉ có quan hệ bạn bè với Lâm Thanh Mai. Giải thích vô lực như thế, phần lớn cư dân mạng sẽ không tin. Nhưng cũng có không ít fan ruột sau khi đau lòng mấy ngày vẫn lựa chọn ủng hộ thần tượng của mình. Số fan này còn có người tìm kiếm Facebook của Lâm Thanh Mai. Tuy Facebook của Lâm Thanh Mai 1-2 tháng mới đăng một bài, nhưng chính vì chuyện tin đồn của cô và Tạ Bân khiến người theo dõi Facebook của Lâm Thanh Mai đột nhiên tăng mạnh đến hơn 600.000 người. Số fan ruột này hy vọng thần tượng Tạ Bân có được hạnh phúc, lần lượt đi cổ vũ cô trong các bài trên Facebook, bảo cô hãy đối xử tốt với Tạ Bân. Ít nhất vẻ ngoài của Lâm Thanh Mai hoàn toàn xứng với nam thần Tạ Bân của bọn họ. Nhưng cũng có không ít fan cào bàn phím trên các bài trên Facebook của Lâm Thanh Mai. Mọi lời khó nghe đều có. Lâm Thanh Mai đối với số fan này bày tỏ rất cạn lời. Cô sáng sau khi thức dậy đăng một tin trên Facebook: Tạ Bân là bạn của tôi, cảm ơn cậu ấy vào lúc tôi thất tình đã chăm sóc tôi một đêm. Càng giải thích càng không có tác dụng, ai biết tự người đó biết. Vốn dĩ trên mạng có quá nhiều ứng phó không hết được. Những gì nên giải thích cô đã giải thích rồi, còn có bao nhiêu người tin cô cũng không quản được. Dù sao làm quá, nếu như có fan không lý trí vu khống làm tổn hại tới cô, cô còn có thể lựa chọn báo cảnh sát và để bên luật sư xử lý. 2 tiếng sau, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Phong thuận lợi đến khách sạn 5 sao của phim trường Long Vân ở thành phố Giang Đông. 70% lượng ra vào khách sạn này đều là nhân viên đoàn phim. Khách sạn sẽ đối diện phim trường Long Vân. Phòng khách sạn của Bạch Cảnh Phong ở sát cạnh Lâm Thanh Mai, bao gồm tài xế Tiểu Thôi của Bạch Cảnh Phong cũng đang ở cách bọn họ rất gần. Bạch Cảnh Phong dẫn Tiểu Thôi đến phim trường tìm đạo diễn bàn chuyện. Lúc này Lâm Thanh Mai đang ở trong phòng khách sạn đang sắp xếp vali, đem quần áo treo vào trong tủ. Căn phòng này cô cũng ở trên 3 sao. Sau khi cô sắp xếp vali xong, Lâm Thanh Mai gọi điện lần lượt cho Lưu Bảo Bảo và mẹ Vương Lệ Hằng để bọn họ yên tâm. Lưu Bảo Bảo còn nói có thời gian sẽ đến thành phố Giang Đông thăm cô. Khi Lâm Thanh Mai chuẩn bị đi tắm, ngoài cửa có người gõ cửa. Cô còn tưởng là Bạch Cảnh Phong quay về tìm cô có việc. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy cô gái trẻ mặc váy liền thân màu lam đeo kính đen đứng ở cửa. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười nói: Xin chào, xin hỏi cô là trợ lý Lâm của Bạch Cảnh Phong sao? Lâm Thanh Mai nói: Là tôi. Tôi là Vương Lan Lan, trợ lý của ảnh hậu Trương Ngọc Lan. Cô gọi tôi Tiểu Lan là được. Cô Trương của chúng tôi và anh Bạch là bạn tốt. Cô ấy bảo tôi mang một chai rượu vang đỏ, nhờ cô chuyển cho anh Bạch. Vương Lan Lan trên tay cầm một chai rượu vang đỏ, bên trên có dán mác của một hạng rượu vang cao cấp. Lâm Thanh Mai vừa nghe là bạn của Bạch Cảnh Phong, hơn nữa Trương Ngọc Lan cô biết là ảnh hậu mới năm ngoái nhận giải. Người đẹp không cần bàn rồi, đại mỹ nữ tuyệt sắc thiên hương hiếm có trong giới phim ảnh hiện nay. Được, tôi sẽ chuyển cho anh Bạch. Lâm Thanh Mai trịnh trọng nhận lấy. Vương Lan Lan đặc biệt dặn dò: Nhất định phải cẩn thận nha. Giá trị của chai rượu ăn này là 900 triệu. Nếu như rơi vỡ, sợ rằng cô cũng không gánh được trách nhiệm này. Câu nói cuối cùng đó rõ ràng có hơi xem thường Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Giá trị 900 triệu quả thật không phải con số nhỏ. Người đã nợ 240 tỷ như cô mà nói, bồi thường 30 triệu cô cũng sẽ đau thắt ruột. Cô cẩn thận hai tay cầm chặt khẽ gật đầu. Cô yên tâm đi, tôi sẽ rất cẩn thận. Vương Lan Lan gật đầu rồi rời khỏi. Để đề phòng, Lâm Thanh Mai thậm chí không có đóng cửa trước. Cô cầm chai rượu vang đỏ đi vào phòng ngủ, để chai rượu vang lên bàn làm việc, sau đó lại xoay người đi đóng cửa. Khi sắp đóng cửa, hai người đàn ông đi qua trước cửa của cô. Lâm Thanh Mai có hơi kinh ngạc, muốn nhìn người đàn ông vừa rồi. Một người trong đó đã nhanh chóng quay người đi đến trước cửa của cô. Trời ạ, chị Thanh Mai, chị sao lại ở đây? Tạ Bân cả người mặc đồ thương hiệu, anh ta tháo kính râm màu vàng cam xuống, kích động ôm lấy Lâm Thanh Mai. Người quản lý ở đằng sau anh ta
ho giả vờ một tiếng. Lâm Thanh Mai có hơi sững ra, vậy mà ở đây đụng phải Tạ Bân rồi. Anh Chu, em đi trước đi, em còn có lời muốn nói với chị Thanh Mai. Tạ Bân trực tiếp đưa vali cho người quản lý. Lâm Thanh Mai còn có hơi ngại, không biết nói gì mới được, thì cô đã bị Tạ Bân đẩy vào trong phòng đóng cửa lại. Người quản lý của Tạ Bân đứng ở ngoài cửa, mặt mày nhăn nhó, tin đồn ngập trời còn chê ít chưa đủ lớn hay gì. Mà trong phòng, Lâm Thanh Mai hỏi: tôi cũng đang muốn hỏi cậu, thật trùng hợp, sao cậu cũng đến thành phố Giang Đông rồi? Tạ Bân đi đến sofa ngồi xuống nói với cô: tôi đến phim trường Long Vân quay phim, đạo diễn là bạn của tôi. Tôi lần này thuần túy là giúp đỡ bạn bè. À, thì ra là như thế. Anh ta liếc vali ở cách đó không xa, hỏi: vậy còn chị thì sao? Chị nói chị tìm được công việc mới rồi. Lẽ nào bây giờ là đi công tác? Lâm Thanh Mai gật đầu nói: ừ, coi như đi công tác đi. Công việc mới của tôi chính là trợ lý thực tập của Bạch Cảnh Phong. Tạ Bân kinh ngạc đứng bật dậy. Bạch Cảnh Phong? Ừ. Giữa chân mày của anh ta có hơi không chắc chắn. Là ảnh đế Bạch Cảnh Phong sao? Cô khẽ mỉm cười. Là anh ta. Nghe cô nói như thế, sắc mặt của Tạ Bân có hơi không tốt. Anh ta có chút oán trách nói: chị Thanh Mai, chị như thế thật là không công bằng rồi. Tôi lần trước ở trong điện thoại nói bảo chị làm trợ lý của tôi thì chị mở miệng từ chối thẳng, nhưng mà trong nháy mắt lại làm trợ lý của Bạch Cảnh Phong. Chị đây không phải là đang xem thường tôi sao? Tôi sao dám coi thường cậu chứ. Tôi chẳng qua chỉ là suy nghĩ đến cảm nhận của các fan của cậu, cho nên tôi cảm thấy tôi vẫn là duy trì khoảng cách với cậu thì tốt hơn. Tạ Bân thầu dài nói: chị còn đang trách chuyện bức ảnh sao? Xin lỗi, là lỗi của tôi. Người quản lý của tôi đã nghĩ cách xử lý rồi. Sự tự trách của anh ta khiến Lâm Thanh Mai được an ủi. Tôi không có ý trách cậu. Dù sao cậu là ngôi sao bị paparazzi chụp trộm cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua là về sau tôi không muốn dính vào mấy tin đồn kiểu này nữa. Thực sự có ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của tôi. Hy vọng cậu có thể hiểu cho. Tạ Bân đi đến trước mặt cô, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô. Khóe môi của anh ta nhếch lên, lộ ra một độ cong đẹp mắt. Chị Thanh Mai, chị biết không, có lẽ tôi nói như thế sẽ khiến chị không vui, nhưng tôi thực sự thấy may mắn khi có người chụp những tấm ảnh đó. Bởi vì cô gái trên ảnh là chị, chứ không phải là người khác. Ngôi sao lấp lánh trong mắt của Tạ Bân khiến người ta rung động. Gò má của Lâm Thanh Mai có hơi nóng. Cô không biết ý trong lời Tạ Bân nói là gì, cô cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Mà chính thái độ không biết làm sao của cô lúc này khiến Tạ Bân càng chủ động nắm tay của cô. Ánh mắt của anh ta vô cùng dịu dàng. Chị Thanh Mai, tuy chúng ta kém nhau 5 tuổi, nhưng chị ở trong mắt tôi không phải là hình tượng của người chị, mà chỉ là một cô gái. Cho nên từ nay về sau, tôi chỉ muốn gọi em là Thanh Mai. Lâm Thanh Mai bỗng sững người. Cô không ngờ lần nữa gặp mặt Tạ Bân thế nào đột nhiên trở nên ám muội như thế này rồi. Cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, thu tay lại, dùng sức đánh vào bắp thịt cường tráng của anh ta, cười ha hả nói: Tạ Bân, cậu đừng nói đùa. Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi thì chính là chị cậu. Đừng có không biết lớn nhỏ như thế. Lâm Thanh Mai không tiếp nhận và giả ngốc, khiến mặt mũi của Tạ Bân bỗng không gượng nổi. Anh ta ngại ngùng cười lạnh nói: không ngờ em sẽ dùng tuổi tác làm cái cớ từ chối tôi. Còn chưa đợi cô nói thêm gì nữa, Tạ Bân nhấc đôi chân dài rời khỏi rồi. Lâm Thanh Mai cuối cùng cũng không có nói ra lời níu giữ anh ta. Cô nghĩ Tạ Bân có lẽ chỉ là nhất thời hứng lên, qua vài ngày thì sẽ nghĩ thông. Sau khi Tạ Bân đi rồi, Lâm Thanh Mai định đi tắm thì lại bị một cuộc gọi quấy rầy. Nhưng cô vừa nhìn là Đường Vân Tú gọi tới thì lập tức nghe máy. Thanh Mai, chuyện của em họ cô đã có tin tức rồi. Vừa nghe thấy có tin tức của em họ, Lâm Thanh Mai vẫn là rất vui mừng. Cho dù em họ và cô quan hệ không tốt lắm, nhưng chung quy vẫn là người thân của cô. Sếp Đường, em họ tôi ở đâu? Lâm Thanh Mai khẩn trương hỏi. Giọng nói của Đường Vân Tú lộ rõ tia không vui. Cô gọi tôi là gì? Anh ta vừa hỏi, Lâm Thanh Mai liền sửa lời. Vân Tú. Ừ, như này còn tạm.
Cô yên tâm đi, em họ cô không sao. Tin tức tra được là em họ cô vào hôm qua đến thành phố Giang Đông. Nghe nói là theo đạo diễn xin ứng tuyển diễn viên quần chúng. Chính là bộ phim mà Bạch Cảnh Phong sắp quay. Có lẽ cô ở phim trường sẽ gặp được em họ cô. Tin tức này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Trần Ngọc vậy mà đi quay phim rồi. Lâm Thanh Mai nói, tôi biết rồi, nó không sao là tốt. Quay phim tốt hơn là qua lại với tên nhà giàu quần áo là lượt kia. Đường Văn Tú cười trêu, cái này thực sự không dễ nói. Diễn viên quần chúng rồng cá lẫn lộn. Em họ cô lại không có quyền thế gì, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất gì. Muốn làm diễn viên muốn nổi tiếng, đối với cô gái trẻ đó mà nói, có đường tắt có thể đi. Chẳng qua con đường tắt này rốt cuộc có thông thuận hay không lại là một chuyện khác. Còn ý của đường tắt ấy mà, cô chắc hiểu tôi đang nói gì. Lâm Thanh Mai tự nhiên hiểu cái gì là quy tắc ngầm. Cô nói, Văn Tú, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Cũng cảm ơn anh đã nói cho tôi tin tức liên quan đến em họ tôi. Trở về tôi sẽ mời anh ăn cơm. Không cần không cần, dù sao hai bữa cơm của cô cũng không thoát được. Tôi trước tiên không nói nhiều với cô nữa, có người gọi điện cho tôi rồi. Được, tạm biệt. Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Mai vội vàng gọi điện báo bình an cho dì út Vương Lệ Đan. Không ngờ Vương Lệ Đan ở trong điện thoại vô cùng kích động. Thanh Mai, Tiểu Ngọc tối qua đã gọi điện cho dì rồi. Nó nói nó ở thành phố Giang Đông làm diễn viên đặc biệt, hợp tác với nó để làm ngôi sao lớn. Trời ạ, con nhóc chết tiệt này đang yên đang lành vậy mà chạy đi làm diễn viên rồi. Có điều vẻ ngoài của Tiểu Ngọc nhà chúng ta thực sự được. Điểm này nó giống gì? Vương Đệ Đan ở trong điện thoại bắn điên thanh gần nửa tiếng. Lâm Thanh Mai cũng ngại cắt ngang lời bà ta. Đối với chuyện Trần Ngọc đi làm diễn viên, tóm lại Vương Đệ Đan vô cùng ủng hộ. Giống như Trần Ngọc rất nhanh sẽ nổi tiếng, rất nhanh sẽ phát tài. Nói đến cuối cùng, Vương Đệ Đan còn nói nếu như Trần Ngọc phát đạt nhất định sẽ chiếu cố Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai cũng chỉ có thể cười nói được. Nếu Vương Đệ Đan đã không lo lắng còn ủng hộ Trần Ngọc đi làm diễn viên, người làm chị họ như cô tự nhiên cũng không thể dội nước lạnh được. Đến tối, Bạch Cảnh Phong đến phòng của Lâm Thanh Mai gõ cửa. Lâm Thanh Mai vừa ăn cơm tối xong, cô đi ra mở cửa. Bạch Cảnh Phong đứng ở cửa đưa cho Lâm Thanh Mai một bản tư liệu. Anh ta nói, cô buổi tối xem qua phần danh sách này, là diễn viên chủ yếu trong bộ phim này của chúng ta. Bên trong có thông tin chi tiết của diễn viên và ảnh người thật, thuận tiện cô trao đổi nói chuyện với người ta kia làm việc. Lâm Thanh Mai vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn anh Thùy, tối nay tôi nhất định sẽ xem kỹ. Được rồi, tôi không có chuyện gì khác nữa, tôi đi trước đây. Thấy Bạch Cảnh Phong xoay người muốn đi, Lâm Thanh Mai lập tức nhớ tới chai rượu vang đó. Cô nói, anh Phong đợi đã. Bạn tốt của anh, cô Trương cử trợ lý của cô ấy mang chai rượu vang đỏ đến cho anh, dặn dò tôi nhất định phải đưa đến tay anh. Giữa chân mày của Bạch Cảnh Phong có chút nghi vấn. Cô Trương là Trương Ngọc Lan sao? Lâm Thanh Mai gật đầu. Đúng, chính là cô ấy. Sắc mặt của anh ta có hơi lạnh. Thực sự là thích lừa người mới. Trong lời của Bạch Cảnh Phong có ý khiến Lâm Thanh Mai cứng nhắc tại chỗ. Cô khẽ hỏi, anh Phong, ý của anh là? Anh ta ngước mắt liếc nhìn cô. Thanh Mai, thuận tiện để tôi ngồi một lát được không? Ngày mai đoàn làm phim sẽ tiến hành nghi thức bấm máy, có vài chuyện cần chú ý, vẫn là nói trước với cô. Đương nhiên là tiện, mời vào. Lâm Thanh Mai đối với Bạch Cảnh Phong rất là tôn kính, mà Bạch Cảnh Phong đối với người khác không nóng không lạnh, chính là khiến người ta thấy thoải mái khi ở cùng. Bạch Cảnh Phong sau khi đi vào phòng, chọn ngồi ở sofa ở phòng khách, mà phòng ngủ của Lâm Thanh Mai anh ta thậm chí không có liếc nhìn. Anh ta nói, đầu tiên tôi muốn nói với cô, tôi và Trương Ngọc Lan trên thực tế chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cô ta luôn có hảo cảm với tôi. Người phụ nữ này ấn tượng của tôi với cô ta không tốt. 2 tháng trước cô ta và tôi ở đảo Bali chụp một set quảng cáo. Tối hôm đó cô ta đã mời tôi đến phòng của cô ta uống rượu vang. Ám thị của cô ta rất rõ ràng, cho nên tôi không có đi. Lâm Thanh Mai nghe mà có hơi ngạc nhiên. Những tin tức trên mạng xem ra có khi cũng không phải là không có căn cứ. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, khóe môi của Bạch Cảnh Phong nhếch lên ý cười.
Có phải là cảm thấy ấn tượng với cô ta trong lòng cô không giống không? Dù sao người ta đi là tuyến đường ngọc nữ thanh thuần. Lâm Thanh Mai không có đánh giá cái gì, chỉ là mỉm cười xấu hổ. Bạch Cảnh Phong nói tiếp: theo như tôi biết, Trương Ngọc Lan thật ra có một người bạn trai ngoài giới. Tuy không có công khai, cũng không có bị phóng viên chụp được, nhưng người này tôi biết là ai. Là ai? Cô cũng không tránh khỏi tò mò nhiều chuyện. Bạch Cảnh Phong nói thẳng: anh ta chính là luật sư nổi tiếng, tên Lập Tư Thần. Lâm Thanh Mai há miệng đứng dậy, chân mày nhíu lại. Lập Tư Thần? Em họ của Lập Gia Khiêm? Không sai. Nhìn dáng vẻ cô quen cậu ta. Cô cười một tiếng: từng gặp một lần. Sự thất vọng trên mặt Lâm Thanh Mai khiến anh ta không hiểu. Lập Tư Thần là bạn trai của Trương Ngọc Lan, chuyện này khiến cô cảm thấy khó chịu sao? Cô xua xua tay thở dài nói: đối với tôi thì không có gì khó chịu, chỉ là bạn thân của tôi nếu như biết được sự thật này, cô ấy sợ rằng sẽ buồn. Bạn thân của cô? Thấy nghi vấn trong mắt của Bạch Cảnh Phong càng lúc càng lớn, Lâm Thanh Mai ngược lại cũng không có che giấu chuyện Lưu Bà Bảo thích Lập Tư Thần mà nói ra. Sau khi nghe xong, Bạch Cảnh Phong trực tiếp đưa ra định nghĩa: thử cho tôi nói thẳng, cho dù Lập Tư Thần là độc thân, bạn thân của cô cũng không có cơ hội gà vào nhà Lập đâu. Còn lý do thì cô chắc hiểu rõ. Sự thẳng thắn của anh ta khiến trái tim của Lâm Thanh Mai có va chạm. Sắc mặt của cô ngoài vẻ ngại ngùng còn có sự thất vọng, sự bất lực và tự ti nơi đáy mắt khiến Bạch Cảnh Phong có loại cảm giác áy náy. Anh ta chủ động chuyển tiếp chủ đề: Thanh Mai, sau này anh nếu như nhờ cô giao đồ cho tôi nữa, cô trực tiếp từ chối là được. Cô có thể nói với đối phương là cô không có quyền nhận những thứ này, bảo bọn họ tự mình đến tìm tôi. Như thế cô không cần khó xử, cũng sẽ không đắc tội với người ta. Đây chẳng qua chỉ là làm việc công. Mặt mày của Lâm Thanh Mai có hơi khôi phục lại tự nhiên. Cô nói: được, tôi biết rồi. Được, tiếp theo tôi sẽ nói cho cô những chuyện sau này cô có thể đụng vào. Những điều tôi nói sẽ không phải rất toàn diện, nhưng phần lớn trong lòng cô sẽ có tính toán. Lâm Thanh Mai lập tức nói: anh đợi chút, để tôi lấy sổ ghi lại. Bạch Cảnh Phong cười nói: những thứ này không cần ghi lại, bởi vì cái tôi nói cho cô sẽ không phải là đáp án duy nhất. Rất nhiều chuyện cần phải đợi khi cô tiếp xúc, cô mới sẽ biết nên ứng đối xử lý như thế nào. Sự việc cụ thể phân tích cụ thể, cô ở trong đầu nghĩ một lượt là được. Nếu anh ta cũng đã nói như vậy rồi, Lâm Thanh Mai chỉ đành lắng nghe ghi nhớ trong đầu. Bạch Cảnh Phong vừa giảng giải chính là hơn một tiếng đồng hồ. Thông tin trong đầu Lâm Thanh Mai nạp vào một lượng lớn. Rất nhiều chuyện sau khi nghe đối với cô mà nói quả thật chỉ là nhập môn thôi. Cô không khỏi mừng thầm Bạch Cảnh Phong chọn cô làm trợ lý thực tập. Nghề nghiệp này nghe thì giống như làm ăn sai vặt của ngôi sao, phạm vi công việc lại chạm tới mọi thứ, thực sự so với thứ học ở văn phòng nhiều hơn rất nhiều. Nhất là khi nói đến quan hệ giữa người với người, những lời kể đó của Bạch Cảnh Phong nói rất sinh động, nghe mà giống như là chuyện rất phức tạp, nhưng cách anh giao cho cô lại rất đơn giản. Lâm Thanh Mai không khỏi cảm thán IQ và EQ của Bạch Cảnh Phong đều rất cao. Anh đế quả nhiên là nhân vật không phải thường đâu. Thời gian bất chi bất giác cứ thế trôi qua, đợi Bạch Cảnh Phong rời khỏi thì đã là 12 giờ đêm rồi. Lúc này anh ta đứng ở cửa phòng, một tay nắm nắm cửa nói câu cuối: không cần lo lắng, những thứ tôi nói nếu như không nhớ được thì cũng không sao. Sau này cô gặp phải, cô sẽ từ từ học được cách xử lý như thế nào. Tôi sẽ ở bên cạnh dạy cho cô. Ngữ khí của câu nói này rất bình thản nhưng rất chân thành. Lâm Thanh Mai nghe mà trong lòng thấp thoáng có hơi cảm động. Cô cười nói: cảm ơn anh Phong, tôi sẽ cố gắng học tập. Vậy ngày mai gặp, ngủ ngon. Bạch Cảnh Phong vặn cửa rồi rời khỏi. Ngày mai gặp anh Phong, ngủ ngon. Sau khi Bạch Cảnh Phong đi đến phòng của mình, khóe môi của anh ta từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhạt. Trong đầu của anh ta toàn là vẻ mặt chăm chú của Lâm Thanh Mai. Ánh mắt của cô lúc đó còn thấp thoáng mang theo sự sùng bái và ngưỡng mộ. Không biết tại sao, nụ cười của Lâm Thanh Mai đối với anh ta dường như có một loại cảm giác lây nhiễm. Anh thích nhìn cô cười,
bởi vì nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Đến lễ khai mai hôm sau, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Phong sáng sớm đã đến phim trường Long Vân. Lâm Thanh Mai và một nhóm trợ lý của diễn viên khác đứng ở cùng nhau, tận mắt nhìn diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim này bọn họ cùng thắp hương. 10 diễn viên chính gồm Bạch Cảnh Phong, Tạ Bân, Trương Ngọc Lan, bọn họ đều mặc trang phục cổ trang. Đợi sau khi lễ khai mai kết thúc thì trực tiếp bắt đầu quay. Bộ phim Hồ Ly Giảng Đạo là một câu chuyện kể về một con hồ ly ngàn năm quyến rũ quân chủ hại nước hại dân. Bạch Cảnh Phong diễn vai thái tử, không chịu sự quyến rũ của hồ ly tinh mà liên hợp với tướng quân do Tạ Bân thủ vai, cùng nhau trừ yêu diệt ma. Trương Ngọc Lan thủ vai hồ ly tinh vừa chính vừa tà, mới đầu chỉ vì có được thái tử, về sau lại vì yêu mà sinh hận, muốn hủy quốc gia của thái tử. Kịch bản này Lâm Thanh Mai đã xem qua, vẫn thấy rất thú vị. Cô rất mong chờ diễn xuất giữa Bạch Cảnh Phong và Tạ Bân. Bây giờ cô làm trợ lý thực tập, đã có tư cách ở hiện trường xem Bạch Cảnh Phong diễn xuất rồi. Lễ khai máy rất nhanh đã kết thúc, nhân viên công tác của các bộ phận rất nhanh chóng bắt đầu công việc. Bạch Cảnh Phong đã quay lại phòng trang điểm dặm lại phấn. Hôm nay anh ta tổng cộng có 5 cảnh quay. Lâm Thanh Mai cầm rượu vang đi đến phòng trang điểm riêng của Trương Ngọc Lan. Cô sau khi gõ cửa đối phương để cô đi vào, vừa đẩy cửa bước vào, khi cô ở khoảng cách gần nhìn thấy ảnh hậu Trương Ngọc Lan, không ngờ người thật so với trong màn hình còn đẹp hơn nhiều. Nhất là làn da của cô ta căng bóng mọng nước, sẽ khiến tất cả phụ nữ đều ngưỡng mộ. Lâm Thanh Mai nhìn đến thất thần, Trương Ngọc Lan đáy mắt phụt qua tia đắc ý. Cô ta hỏi: "Cô chính là trợ lý mới tới bên cạnh Cảnh Phong sao?" Cô ta hỏi như thế khiến Lâm Thanh Mai hoàn hồn lại. "Phải, cô Trương. Đây là chai rượu vang mà anh Phong bảo tôi trả lại cho cô. Anh ấy nói ý tốt của cô anh ấy nhận rồi. Gần đây anh ấy không uống rượu vang." Chuyên gia trang điểm cho Trương Ngọc Lan mở miệng trước: "Chai rượu vang này đâu có quá hạn." Câu nói không mặn không nhạt này của cô ta khiến Lâm Thanh Mai khẽ mỉm cười không tiếp lời. Trương Ngọc Lan cười như không cười: "Trợ lý Lâm, cô chắc là Cảnh Phong bảo cô mang chai rượu này trả lại cho tôi chứ?" Nghe thấy Lâm Thanh Mai gọi Bạch Cảnh Phong là anh Phong, điều này khiến Trương Ngọc Lan trong lòng giống như có cát, rất khó chịu. "Cô Trương, nếu như cô muốn, có thể đích thân hỏi anh Phong về chuyện chai rượu vang. Cô có thể gọi điện hỏi anh ấy để xác nhận." Lâm Thanh Mai vẫn mang nụ cười trên mặt: "Không cần, để chai rượu vang xuống rồi cô ra ngoài đi." Trương Ngọc Lan đã thu lại ánh mắt ở trên người Lâm Thanh Mai lại. Lâm Thanh Mai sau khi đơn giản chào tạm biệt thì đi ra khỏi phòng trang điểm. Cô đi ngang qua phòng vệ sinh nữ thì đi vào. Không lâu sau, có hai chuyên gia trang điểm của hai tổ phim đi vào. Chuyên gia trang điểm tóc ngắn đang dùng nước súc miệng, chuyên gia trang điểm tóc dài đứng ở bên cạnh cô ta chỉnh lại quần áo. Chuyên gia trang điểm tóc dài mặt mày khinh thường nói: "Cô nhìn thấy trợ lý mới của Bạch Cảnh Phong rồi chứ? Cô ta vậy mà là người phụ nữ có tin đồn với Tạ Bân. Tôi xem Facebook của cô ta, còn nói chỉ có quan hệ bạn bè với Tạ Bân. Mẹ, lừa quỷ, ai tin chứ? Bức ảnh khách sạn cũng tung ra rồi, còn giả vờ thuần khiết cái gì nữa chứ?" Chuyên gia trang điểm tóc ngắn lau miệng nói: "Không thể không nói, cô ta đẹp hơn trong ảnh. Lớn lên quả thật là mẫu hình đàn ông đều sẽ thích." "Mẫu hình gì?" Chuyên gia trang điểm tóc ngắn từ trong túi lấy ra đồ trang điểm dặm lại lớp make up. Cô ta cười châm chọc: "Chính là các loại nhìn trông như tiên nữ, nhưng thực tế là mấy em trà xanh thấp hèn. Cô đừng có xem thường người ta. Cô ta có thể vừa chơi trò mờ ám với Tạ Bân, cũng có thể vừa làm trợ lý của Bạch Cảnh Phong. Có thể thấy Bạch Cảnh Phong cũng thuận lợi bỏ lên rồi." Loại lời nói khó nghe chói tai này lọt vào tai của Lâm Thanh Mai không sót một từ. Cô rất muốn xông ra mắng cho hai người này một trận, nhưng cô vẫn nhịn không chấp bọn họ. Chuyên gia trang điểm tóc ngắn nói tiếp: "Cô nghe nói rồi chứ? Bộ phim này gia nhập thêm nhà đầu tư mới, nghe nói là địch không nhỏ. Đối phương trực tiếp đầu tư 600 tỷ, chính là chính tay nhấc người phụ nữ của mình lên. Qua hai hôm nữa tổ phim sẽ trống rỗng, có thêm một nữ phụ thứ hai có quyền thế. Tôi cũng nghe chú tôi nói rồi. Tôi ngược lại thật sự rất tò mò, vị kim chủ này là ai? Vậy mà đầu tư 600 tỷ vì bạn gái. Mẹ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau đó hai chuyên gia trang điểm đi vệ sinh xong thì rời khỏi. Lâm Thanh Mai không dám lên tiếng, luôn giả vờ phòng đó của cô không có ai. Bạch Cảnh Phong tối qua nói với cô rồi, sau này nếu như nghe thấy người khác bàn luận về mình thì coi như không nghe không biết, lo liệu chuyện tốt của mình là được. Dù sao nơi như tổ phim trước nay không thiếu chuyện, cũng trước nay chưa thiếu thị phi. Lâm Thanh Mai sau khi điều chỉnh cảm xúc thì quay về phòng trang điểm của Bạch Cảnh Phong. Bạch Cảnh Phong vừa hay muốn đi, anh thấy sắc mặt của Lâm Thanh Mai không quá tốt thì nói: nếu như nhàm chán thì đến xem tôi quay phim. Lâm Thanh Mai ngước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu không nói chuyện. Tuy nói cô là trợ lý của Bạch Cảnh Phong, nhưng xách túi rót trà, đưa nước, mấy việc như này đều là tài xế Tiểu Thôi làm. Lâm Thanh Mai muốn giúp, ngược lại bị Bạch Cảnh Phong ngăn lại, nói cô không cần như thế, nếu như có chuyện anh sẽ nói cho cô. Sau khi Bạch Cảnh Phong đi, chuyên gia trang điểm nam cho Bạch Cảnh Phong cũng đi theo. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng cần phải giúp Bạch Cảnh Phong dặm lại phấn và chỉnh lại kiểu tóc. Lâm Thanh Mai cầm lấy kịch bản ngồi trên sofa, cô bắt đầu xem kịch bản. Bởi vì Bạch Cảnh Phong nói sau này cô thỉnh thoảng phải tập kịch bản với anh. Sau khi xem khoảng nửa tiếng, một nhân viên công tác trong tổ phim đến gõ cửa. Lâm Thanh Mai nói: mời vào. Nhân viên công tác đẩy cửa vào thì hỏi: trợ lý Lâm, diễn viên quần chúng này nói cô ấy biết cô, nói cô là chị họ của cô ấy. Chị họ? Trần Ngọc mặc một bộ trang phục của cung nữ từ từ dưới nách của nhân viên công tác, trực tiếp đi thẳng vào phòng trang điểm. Nhân viên công tác vừa muốn ngăn cản, Lâm Thanh Mai nói: đúng, tôi là chị họ của cô ấy. Thấy cô thừa nhận rồi, nhân viên công tác gật đầu rồi đóng cửa rời đi. Trong tay Trần Ngọc cầm một cuốn tạp chí đến ngồi bên cạnh Lâm Thanh Mai. Cô ta ôm lấy Lâm Thanh Mai nói: chị họ, em rất nhớ chị. Khoảng thời gian này chị sống có tốt không? Đối diện với sự nhiệt tình của Trần Ngọc, Lâm Thanh Mai còn có hơi không thích ứng được. Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhạt: vẫn ổn. Tiểu Ngọc, nghe dì Út nói em làm diễn viên đặc biệt. Trần Ngọc bật cười thành tiếng: đó là em lừa mẹ em nên em mới nói như thế. Chị họ, em không thể so sánh với chị. Là trợ lý của ảnh đế Bạch Cảnh Phong, mấy ngày nay không gặp, chị sống khá tốt. Lâm Thanh Mai bình tĩnh nói: bạn bè giới thiệu. Anh Phong nể mặt bạn bè nên cho chị một cơ hội mà thôi. Trần Ngọc nháy mắt với cô: được rồi, chị ở trước mặt em không cần phải khiêm tốn. Lần trước chuyện căn phòng em không trách chị, lúc đó em nói chuyện không dễ nghe, hy vọng chị đừng để ở trong lòng. Không sao, đều đã qua rồi. Tiểu Ngọc, bây giờ em ở đâu? Thực sự đi theo tổ diễn viên sao? Đó, còn giả sao? Chị xem, em ăn mặc như này là biết rồi. Em mới quen một anh, anh ta là lão đại trong dàn diễn viên quần chúng, chuyên phụ trách chuyện của tổ diễn viên. Anh ta nói chỉ cần em diễn tốt thì có thể trở thành diễn viên đặc biệt. Trong mắt Trần Ngọc tràn ngập sự hưng phấn. Lâm Thanh Mai có do dự nhưng vẫn hỏi ra: vậy em ở đây diễn phim, chuyện đi học của em thì phải làm thế nào? Trần Ngọc mặt mày thản nhiên: chỉ cần em ở trong giới nghệ sĩ, xây dựng được một con đường, còn đi học làm cái gì? Cái bằng đó có tác dụng méo gì chứ? Em nói cho chị nghe, giới nghệ sĩ mới là cách nhanh nhất quen biết người giàu có. Nếu như không phải anh đó của em nhắc với em đến bây giờ vẫn không hiểu. Thấy Trần Ngọc đối với giới giải trí ôm mộng tưởng như thế, Lâm Thanh Mai cũng không biết nói sao. Nghĩ tới lời nhờ vả của dì Út trước đó, cô vẫn nghiêm túc nói một câu: Tiểu Ngọc, nếu như em thực sự thích diễn xuất, chị họ cũng ủng hộ em. Chỉ có điều vài chuyện em vẫn cần phải để tâm nhiều, đừng để bị người có lòng bất chính lợi dụng. Lời của cô khiến sắc mặt của Trần Ngọc thay đổi, ngữ khí của cô ta có hơi trách cứ: chị họ, chị không cần cứ phải xem em như trẻ con có được không? Nói cứ như em không có đầu óc bị người ta lừa ấy. Tiểu Ngọc, chị không phải có ý này. Trần Ngọc đứng dậy, ánh mắt bất mãn nói: chị đừng cảm thấy mình cao hơn em một bậc. Em bây giờ tuy là vẫn đi theo tổ diễn viên, nhưng mà em tin không mất bao lâu nữa đạo diễn sẽ trọng dụng em. Ngược lại là chị họ, chị bị đàn ông tùy tiện chơi đùa, đến cuối cùng thì có kết cục gì? Còn không phải bị vứt bỏ sao? Người Lập Gia Khiêm cuối cùng phải lấy, tự nhiên là con gái nhà hào môn, môn đăng hộ đối. Lâm Thanh Mai lạnh lùng nhịn tức không lên tiếng.
Trần Ngọc Quân tưởng đánh trúng chỗ đau của cô, ngữ khí châm chọc. Chị ngủ với Tạ Băn rồi. Nhưng người ta lên Facebook thanh minh, nói chỉ có quan hệ bạn bè với chị. Lập Gia Khiêm chơi không chị, chị cuối cùng cái gì cũng không có được. Bây giờ chị lại làm trợ lý của Bạch Cảnh Phong. Nhưng đừng tiếp tục ngu ngốc để cho người ta chơi không. Cuối cùng không nhịn được nữa, Lâm Thanh Mai lạnh mặt nói. Trần Ngọc, em cút ra ngoài cho chị. Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng. Cút thì cút. Lâm Thanh Mai, chị tự nhìn lại chính mình đi. Tin tức Lập Gia Khiêm sắp đính hôn đều đăng hết lên tạp chí rồi. Trước khi Trần Ngọc rời đi, tiện tay ném cuốn tạp chí trên tay xuống. Lâm Thanh Mai nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí khoảng 5 phút, vẫn không có đủ can đảm để đọc nó. Cho đến khi tất cả sự kiên nhẫn trong lòng cạn kiệt, cô bước tới cầm cuốn tạp chí lên. Cô bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh chụp của Lập Gia Khiêm và Vương Gia Linh trên tạp chí doanh nhân nổi tiếng nhất nước T. Địa điểm của bức ảnh là phòng làm việc của Lập Gia Khiêm. Bức ảnh chụp chung của hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, không khỏi khiến người ta phải xúc động vì tạo hóa quá thiên vị. Trên tờ báo là khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Lập Gia Khiêm. Anh đang nở nụ cười rực rỡ như ánh sao trên mặt nước. Và khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Vương Gia Linh. Cô ta đang hạnh phúc nép vào vòng tay anh, trông hai người họ thật đẹp, đẹp đến chói mắt. Ba một tiếng, tờ tạp chí rơi xuống mặt đất. Lâm Thanh Mai cảm thấy đầu óc vô lực choáng váng. Cô đã biết trước rằng Lập Gia Khiêm sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nhưng khi lễ đính hôn được đăng trên các tạp chí có uy tín như thế này, thật giống như lời tuyên án cuối cùng cho tình yêu của Lâm Thanh Mai. Thời gian tổ chức lễ đính hôn giống như đồng hồ cát đang đếm ngược trong lòng Lâm Thanh Mai. Cát mịn trong đồng hồ cát giống như máu tươi khiến người ta nghẹt thở. Vết thương sâu hơn cô tưởng tượng rất nhiều, sâu tới tận xương tủy. Lâm Thanh Mai như mất hồn bước ra khỏi vòng tay đồ, đi ngang qua một số nhân viên của đoàn làm phim đang buông lời nịnh hót Bạch Cảnh Phong. Thân phận của Lâm Thanh Mai đã sớm bị nhiều người biết đến. Sắc mặt cô tái nhợt, gượng cười với mọi người. Giống như cô phải đi một lúc lâu mới trở về phòng khách sạn. Cô đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng tắm, thả mái tóc rồi bù ra, để cho làn nước lạnh ngắt làm mát trái tim đang hỗn loạn và ứa máu của cô. Đến khi Lâm Thanh Mai run lẩy bẩy, lạnh tới tận óc, cô mới tắt nước đi. Sau khi cởi quần áo, cô thay áo ngủ và lập tức lên giường đi ngủ. Nhưng không thể ngủ được, tâm trí cô tràn ngập bức ảnh của Lập Gia Khiêm và Vương Gia Linh làm cô tan nát cõi lòng. Cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau hơn. Tác dụng của nước lạnh sau 20 phút ập đến, cô bị ốm rồi. Cơ thể vô cùng lạnh lẽo dần dần trở nên nóng bỏng. Ý thức của Lâm Thanh Mai bắt đầu trở nên mờ mịt. Trước khi kịp nhận ra, cô đã ngủ thiếp đi. Lúc 1 giờ chiều, sau khi Bạch Cảnh Phong quay xong liền trở về phòng thay đồ, nhìn thấy tạp chí trên sàn, anh ta cầm lên xem trang bìa. Có thể hình dung tâm trạng của Lâm Thanh Mai lúc đó. Anh bảo Tiểu Thô đi hỏi các nhân viên xem có nhìn thấy Lâm Thanh Mai không, vì anh ta gọi cho Lâm Thanh Mai nhưng cô không nhấc máy. 10 phút sau, Tiểu Thô bước vào phòng thay đồ, nói: Anh Phong, một nhân viên nói rằng anh ta nhìn thấy chị Thanh Mai trở về khách sạn. Bạch Cảnh Phong cau mày hỏi: Cảnh 16 sẽ quay lúc 3 giờ chiều đúng không? Tiểu Thô gật đầu nói: Đúng vậy, còn khoảng 2 giờ nữa. Bạch Cảnh Phong không thèm thay đồ diễn ra, nói: Bây giờ cậu cùng tôi trở về khách sạn. Vâng, anh Phong. 15 phút sau, Bạch Cảnh Phong đến khách sạn. Anh ta tìm người quản lý khách sạn để giải thích tình hình của Lâm Thanh Mai, nói rằng cô có thể ngã bệnh trong phòng mà không ai biết. Chỉ bằng cách này, nhân viên khách sạn mới có thể giúp anh mở cửa phòng khách sạn của Lâm Thanh Mai. 5 phút sau, phòng khách sạn mở ra. Bạch Cảnh Phong không cho nhân viên và Tiểu Thôi vào. Anh ta yêu cầu Tiểu Thôi đợi ở cửa. Bạch Cảnh Phong mặc một chiếc áo dài có họa tiết rồng đen, đội vương miện bằng ngọc, mái tóc được trải ngược lên cao, thật giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Anh ta bước vào phòng ngủ để nhìn thấy Lâm Thanh Mai đang cuộn mình trên giường, hai má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bạch Cảnh Phong bước tới, ngồi xổm xuống sờ lên trán cô. Quả nhiên sốt rồi. Không chút do dự, Bạch Cảnh Phong bước ra khỏi phòng, gọi hai nhân viên phục vụ trong khách sạn đến giúp Lâm Thanh Mai mặc quần áo. 10 phút sau, Lâm Thanh Mai đã quần áo chỉnh tề. Bạch Cảnh Phong không cố kỵ gì, bế cô rời đi. Tiểu Thô đi theo anh ta. Họ đưa Lâm Thanh Mai đến thẳng bệnh viện ở thành phố Z. Cảnh Bạch Cảnh Phong đích thân đưa nữ trợ lý của mình đến bệnh viện bị một phóng viên ngầm đang đứng bên ngoài khách sạn nhìn thấy. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tin tức này đã bị phát tán trên mạng. 2 giờ sau,
trong văn phòng tổng giám đốc Lập Thị, Đỗ Tuấn đứng trước bàn của Lập Gia Khiêm, báo cáo sự việc liên quan đến Lâm Thanh Mai trên mạng cho anh. Lập Gia Khiêm nghe xong hai mắt tối sầm, không biết đang suy nghĩ gì, lập tức đen mặt kiểm tra tin tức trên máy tính. Nhìn thấy bức ảnh Bạch Cảnh Phong mặc trang phục cổ trang ôm Lâm Thanh Mai lên chiếc xe hạng sang dành cho ngôi sao. Quen biết Bạch Cảnh Phong đã 15 năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Cảnh Phong ôm một người phụ nữ. Trước đây tình huống này ngay cả trong phim cũng chưa từng xảy ra. Đây là lý do tại sao Bạch Cảnh Phong luôn giữ được hình tượng trong sạch, không có scandal trong nhiều năm, bởi vì anh ta không quay cảnh thân mật với nữ diễn viên nào cả. Trong những cảnh quay lớn sẽ nhờ chỉnh sửa, cắt ghép. Vì vậy, khi Lập Gia Khiêm nhìn cảnh Bạch Cảnh Phong ôm Lâm Thanh Mai vào xe, trái tim anh có thể nói là vô cùng kích động. Lập Gia Khiêm ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Cảnh Phong. Bạch Cảnh Phong nhanh chóng trả lời. Cậu xem tin tức rồi à? Xem ra cậu cũng biết bản thân bị chụp lén. Không kiêng dè ôm Lâm Thanh Mai như vậy, cậu không sợ kỷ lục không scandal sẽ bị phá vỡ sao? Lần đầu tiên Lập Gia Khiêm đối mặt với người bạn thân của mình với tâm trạng đầy phức tạp như vậy. Lúc này Bạch Cảnh Phong đang ngồi bên cạnh Lâm Thanh Mai, có chút đau lòng khi nhìn cô đang chuyển dịch. Giọng nói của anh ta hơi lạnh lùng. Gia Khiêm, cậu có biết tại sao Lâm Thanh Mai nằm viện không? Nghe tin người phụ nữ anh thích phải nhập viện, nhưng anh không thể ngay lập tức đến bên cô. Khuôn mặt của Lập Gia Khiêm trở nên khó coi. Bạch Cảnh Phong không nghe thấy câu trả lời của Lập Gia Khiêm, vì vậy anh ta tự trả lời. Lâm Thanh Mai bị sốt, tôi đoán cô ấy đã tắm nước lạnh trước đó. Gia Khiêm, không ai có thể ngăn cản việc cậu muốn làm, nhưng tôi hy vọng cậu đừng làm tổn thương Lâm Thanh Mai. Cô ấy đã xem tạp chí đính hôn của cậu và Vương Gia Linh. Lời nói của anh ta khiến cả trái tim Lập Gia Khiêm cáo quắp. Mặc dù anh đã tưởng tượng phản ứng của Lâm Thanh Mai khi nhìn thấy nó trước đó, nhưng anh không ngờ phản ứng của Lâm Thanh Mai lại dữ dội như vậy. Anh thậm chí còn cảm thấy phấn khích và vui mừng trong chốc lát. Điều này chứng tỏ Lâm Thanh Mai thực sự quan tâm đến anh. Nhưng bệnh tình của Lâm Thanh Mai hoàn toàn là điều anh không muốn. Lập Gia Khiêm khó khăn nói. Giúp tớ chăm sóc cô ấy, cho tớ một khoảng thời gian. Mặc dù anh nóng lòng muốn bay đến thành phố Giang Đông ngay lập tức, nhưng nếu anh đi ngay bây giờ thì cảnh ân ái mà anh đóng cùng với Vương Gia Linh trong thành phố sẽ thật uổng phí. Bạch Cảnh Phong nói. Mặc dù quen biết Thanh Mai trong thời gian ngắn, nhưng tớ không nhìn lầm, cô ấy là một cô gái tốt. Nếu như cậu không trân trọng cô ấy, tớ nghĩ sẽ có người trân trọng cô ấy thay cậu. Lập Gia Khiêm cũng không hỏi anh ta về câu nói cuối cùng kia, cúp điện thoại trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Thật ra anh rất muốn hỏi Bạch Cảnh Phong, người mà cậu nói sẽ trân trọng cô ấy, người này có bao gồm cả cậu không? Lập Gia Khiêm đứng dậy đi đến cửa sổ cao, nhìn xuống mọi thứ dưới chân. Để có thể ngồi vững ở vị trí này, trách nhiệm của anh quá lớn. Ảnh hưởng của cha anh, Lập Kỳ Sơn, với hội đồng quản trị không thể bị loại bỏ trong ngày một ngày hai. Anh vẫn cần thời gian để chiến đấu. Tận mắt nhìn thấy Bạch Cảnh Phong bắt đầu phá lệ với Lâm Thanh Mai, trong lòng Lập Gia Khiêm đột nhiên có cảm giác như bị ai đó bấm cho một cái. Anh đánh cược rằng Bạch Cảnh Phong sẽ không thích Lâm Thanh Mai. Anh đánh cược rằng Bạch Cảnh Phong chỉ đang chăm sóc Lâm Thanh Mai thay anh thôi. Còn ở bệnh viện Z, con mắt của Bạch Cảnh Phong từ đầu đến cuối đều nhìn Lâm Thanh Mai. Khi bình tĩnh lại, anh nhận ra rằng dường như mình đã nói điều gì đó đáng lẽ không nên nói trong cuộc nói chuyện với Lập Gia Khiêm vừa rồi. Lâm Thanh Mai là người phụ nữ của Lập Gia Khiêm, anh ta chỉ là cấp trên của Lâm Thanh Mai, anh ta chỉ đang chăm sóc Lâm Thanh Mai thay cho Lập Gia Khiêm. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Lâm Thanh Mai phát sốt, anh ta lại tự tay ôm cô lên xe? Anh ta rõ ràng có thể để Tiểu Thôi làm việc đó. Bạch Cảnh Phong nhớ lại lúc đó, việc anh ta băn khoăn là nếu để Tiểu Thôi ôm Lâm Thanh Mai vào xe, Lập Gia Khiêm sẽ rất tức giận khi biết chuyện. Mãi cho đến khi ngồi trong phòng bệnh, nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Mai, anh ta mới hiểu ra sự thật. Hóa ra chính bản thân anh ta không muốn để Tiểu Thôi ôm Lâm Thanh Mai, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến đó, anh ta sẽ cảm thấy tức giận. Sau khi chuyển dịch đến lọ thứ hai, Lâm Thanh Mai cuối cùng bị cảm giác mắc tiểu đánh thức. Ngay lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy tay chân như yếu đi, đầu căng lên. Tầm mắt vô lực quét lên người đàn ông bên người. Đại não của Lâm Thanh Mai bị kích thích, tưởng mình bị hoa mắt. Bạch Cảnh Phong cả người mặc đồ cổ trang, lúc này đang nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Em thấy trông người thế nào?
bởi vì sợ lỡ thời gian truyền dịch, anh ta không dám nhắm mắt nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát. Lâm Thanh Mai cười yếu ớt. Phải chăm sóc em ở bệnh viện, gây phiền phức cho anh rồi, anh ta nói. Ừ, anh không đi quay phim. Em không khỏe thì anh quay phim cũng không yên tâm. Vậy nên em phải tích cực điều trị và ăn uống đều đủ, biết không? Giọng điệu thoải mái cùng những lời trách móc đùa cợt của Bạch Cảnh Phong đập vào tai Lâm Thanh Mai khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mắt cô lại cảm thấy cay cay. Vài giây sau, mắt cô đỏ bừng. Khi những giọt nước mắt của cô trào ra trên khóe mắt, hai dòng lệ long lanh đã chạm đến trái tim của anh ta. Anh ta từ trong túi rút ra một chiếc khăn đặt vào bên tay không truyền dịch của cô. Bạch Cảnh Phong nói. Sao em lại khóc, giống như trẻ con vậy? Đừng nói là muốn anh hát để dỗ em đấy. Câu nói này khiến Lâm Thanh Mai nở nụ cười. Em nào có ngây thơ như vậy. Em chỉ cảm động vì anh. Thân là ông chủ, lại chỉ hoãn thời gian quay phim vì một nhân viên không quan trọng như em, phải lãng phí thời gian trong bệnh viện. Anh sợ có người nói anh không quan tâm đến nhân viên của mình đúng không? Bạch Cảnh Phong bất lực nói. Đúng đó, anh rất sợ, sợ rằng các phóng viên sẽ loạn bút. Lâm Thanh Mai cười không nói gì. Cô biết anh ta hiểu cô đang nói đùa, và anh ta cũng đang nói đùa với cô. Cô lau nước mắt nói. Anh Phong, anh quay về đoàn phim đi. Em không sao, một mình em nằm viện là được. Anh nói là em không khỏe, anh quay phim sẽ không yên tâm. Em đừng nói nữa, nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi. Hoặc nếu em đói, anh sẽ kêu Tiểu Thôi mua đồ ăn cho em. Em muốn ăn gì? Lâm Thanh Mai lắc đầu. Mặc dù não vô cùng rối loạn, trí nhớ của cô vẫn còn tốt. Cô lập tức nhớ đến tin tức về việc Lập Gia Khiêm đính hôn với Vương Gia Linh. Bây giờ cơ thể và tinh thần của cô đều suy yếu vì chuyện này, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Lâm Thanh Mai nhắm mắt lại để ngăn tuyến lệ không kiểm soát được, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Bạch Cảnh Phong tất nhiên hiểu tại sao cô khóc. Anh ta không biết làm thế nào để an ủi cô. Lâm Thanh Mai đã nói với anh ta rằng cô sẽ không làm tiểu tam bên người Lập Gia Khiêm. Vì vậy, cho dù việc đính hôn của Lập Gia Khiêm chỉ là hình thức, cho dù anh và Vương Gia Linh không có chút tình cảm nào, thì trong lòng cô vẫn thấy bản chất của việc này không khác gì nhau. Hôn thê chính là hôn thê, cô sẽ không làm tình nhân của Lập Gia Khiêm nữa. Tình yêu của cô không vĩ đại như vậy, cô cũng không muốn thấy mình hèn mọn như thế. Nếu cần phải đánh mất phẩm giá và làm trái nguyên tắc để thích một ai đó, thì cô thà độc thân cả đời. Cuối cùng, Bạch Cảnh Phong nói. Tốt hơn hết là em nên buông bỏ những cảm xúc có thể khiến em cảm thấy bị ủy khuất. Cái gì thuộc về em, cuối cùng vẫn sẽ là của em. Lâm Thanh Mai buồn bã không nói, cho đến khi cô đột nhiên ngồi dậy. Bạch Cảnh Phong lo lắng hỏi. Sao vậy? Cô đỏ mặt, nghẹn ngào. Em muốn đi vệ sinh. 3 ngày sau, Lâm Thanh Mai trở lại đoàn làm phim sau khi khỏi bệnh. Bạch Cảnh Phong đã ở lại bệnh viện 2 ngày liên tiếp để chăm sóc cho cô. Anh ta, người luôn hết lòng vì công việc, mà lần này lại trì hoãn việc quay phim. Điều này khiến đạo diễn của đoàn phim kín đáo phê bình. Suy cho cùng, không phải bản thân Bạch Cảnh Phong bị bệnh, cũng không phải gia đình Bạch Cảnh Phong hay vợ hay bạn gái của anh ta bị bệnh. Lâm Thanh Mai chỉ là trợ lý của anh ta. Quyết định mang tính cá nhân của Bạch Cảnh Phong đã khiến nhiều nhân viên trong đoàn phim phải ghen tị. Tin đồn thất thiệt được lan truyền có chiều hướng ngày càng gia tăng. Chính vì điều này mà người nịnh hót Bạch Cảnh Phong cũng có phần ưu ái hơn với Lâm Thanh Mai. Từ tận đáy lòng, ai mà biết được Lâm Thanh Mai có quan hệ gì với Bạch Cảnh Phong hay không. Tất nhiên, những điều này đều bị tâm sao thất bản. Lâm Thanh Mai vẫn giữ thái độ ban đầu đối với chuyện bát quái và scandal kia. Cô không để tâm, giả ngây giả ngô, vừa như không biết. Bằng không, như Bạch Cảnh Phong đã nói, nếu cô càng nghiêm túc, cố chấp đi giải thích với người khác, cô sẽ không thể tồn tại trong môi trường của đoàn phim nổi 1 tháng. Vì vậy Lâm Thanh Mai đã làm theo lời anh ta, tâm tình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì Bạch Cảnh Phong đã chăm sóc cô khi cô bị ốm, Lâm Thanh Mai muốn dành thời gian học lời thoại nhiều hơn nữa. Bạch Cảnh Phong nói với cô rằng nếu cô có thể đọc thuộc tất cả các câu thoại thì đó chính là cách tốt nhất để cô báo đáp anh ta. Vì thế Lâm Thanh Mai càng ra sức học. Chưa đến 3 giờ chiều, Lâm Thanh Mai cầm một que kem một mình đến sảnh phía tây của phim trường. Vốn ở đây không mở cửa cho người ngoài vì đang trong quá trình tu sửa, nhưng hiện tại vì đoàn làm phim, họ không thể gây ồn ào trong quá trình quay phim nên sảnh tây đã bị đóng cửa. Nhưng Bạch Cảnh Phong có người quen có thể phá lệ cho anh ta.
anh ta đưa cho Lâm Thanh Mai một chiếc chìa khóa của tẩm cung ở đại sảnh phía Tây, nói nếu Lâm Thanh Mai có hứng thú có thể tới chỗ yên tĩnh này để học lời thoại. Lâm Thanh Mai đến đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô mở cửa sảnh chính bước vào, liền thấy trong tẩm cung sang trọng có một sập lớn. Cô thật muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng nếu có người vào nhìn thấy sẽ rất khó coi, nên cô chọn đi tới tựa lưng vào bức bình phong đằng sau chiếc sập mềm, tìm một tấm đệm êm ái, ngồi trên mặt đất và đọc thuộc lòng những câu thoại. Mặc dù hiện tại trời đang nóng như thiêu như đốt, nhưng đại điện trống trơn vẫn tương đối mát mẻ vì không có người và không có thiết bị quay phim, so với phòng thay đồ của Bạch Cảnh Phong còn mát hơn rất nhiều. Bất giác xem chưa tới 20 phút, Lâm Thanh Mai trước mắt có chút buồn ngủ. 10 phút sau, Lâm Thanh Mai mơ mơ màng màng nghe thấy cuộc đối thoại giữa một nam một nữ. Tinh Anh, sẽ không có ai vào đây, đúng không? Không. Em xem, anh có chìa khóa, chỉ cần khóa vào sẽ không có người nào vào được. Lâm Thanh Mai mở mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nghe thấy giọng nói của một nam một nữ, chính là ảnh hậu Trương Ngọc Lan và nam diễn viên số 2 đóng vai Vương Gia, Lục Tinh Anh. Nhất thời cô không biết nên lên lời hay là giả điếc, nhưng trước khi cô có thể đưa ra lựa chọn, Trương Ngọc Lan và Lục Tinh Anh đã nhanh chóng đi tới chiếc sập mềm. Một tiếng động vang lên, Lục Tinh Anh đã đẩy ngã Trương Ngọc Lan trên sập. Ngay sau đó, Lâm Thanh Mai nghe thấy âm thanh sột soạt của động tác cởi quần áo. Lâm Thanh Mai vô cùng lúng túng, cứng ngắc ngồi tại chỗ. Thật to gan, lại chọn ở chỗ này. Chuyện này khiến Lâm Thanh Mai ngay lập tức nhíu mày. Sự thật đang ở trước mắt, Trương Ngọc Lan đang đội một cái mũ xanh lên đầu Lập Tư Thần. Lâm Thanh Mai không khỏi nghĩ đến cô bạn thân Lưu Bảo Bảo. Nếu Lập Tư Thần có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Trương Ngọc Lan, có lẽ anh ta sẽ chia tay với Trương Ngọc Lan, Lưu Bảo Bảo cũng có thể có cơ hội. Cô không kiềm chế được mà nhặt điện thoại trên mặt đất, cẩn thận mở lên. Rất may là từ khi vào đoàn phim, cô luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Lâm Thanh Mai bật trạng thái ghi âm. 20 phút sau, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên trên sập mềm. Lục Tinh Anh thở phì phò cười hỏi: "Tên ngốc Lập Tư Thần vẫn nhất quyết không quan hệ trước hôn nhân sao? Đừng nhắc đến anh ta với tôi. Nghĩ đến anh ta tôi lại thấy tức giận. Tôi đã tìm đến anh ta 3 lần liền, nhưng anh ta không phát sinh quan hệ gì với tôi. Mẹ, đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác." Trương Ngọc Lan tức giận mặc lại quần áo. "Anh ta thích đàn ông hả? Rốt cuộc đối với mỹ nhân như em, một phút thôi anh cũng không đợi được." Những lời tâng bốc của Lục Tinh Anh khiến Trương Ngọc Lan phải nũng nịu nói: "Đáng ghét. Thật ra thì anh ta chỉ là hơi bảo thủ thôi. Không bằng em hãy ở bên anh. Ở cùng với loại người không có chút hứng thú đó làm gì? Cho dù em được gà vào nhọ lập thì có được cái gì đâu." Trương Ngọc Lan đã thu dọn quần áo đứng dậy. Cô ta thở dài nói: "Tinh Anh, chúng ta đã nói trước rồi. Chờ đến khi tôi và Lập Tư Thần đính hôn, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Nếu anh đối với tôi có ý gì khác, chúng ta cũng không cần phải gặp mặt nhau nữa." Lục Tinh Anh nhanh chóng mặc quần áo, trấn tĩnh lại nói: "Được rồi, tôi không nói nữa. Chúng ta trở về đi. Nửa giờ nữa sẽ có cảnh quay của chúng ta." Trương Ngọc Lan nói: "Chúng ta đừng đi chung với nhau, kẻo để cho người khác thấy được. Tôi đi trước, 5 phút sau anh hẳn ra." "Được." Lâm Thanh Mai đang ngồi cứng đờ sau tấm bình phong. Cô thực sự toát hết mồ hôi lạnh do bị dọa cho kinh ngạc. Vừa rồi Trương Ngọc Lan và Lục Tinh Anh bận rộn nên không để ý đến những người khác. Bây giờ chỉ xin họ đừng có hứng thú bước vào tẩm cung là tốt rồi. Cuối cùng đợi đến khi Trương Ngọc Lan đi khỏi thì Lâm Thanh Mai mới thở ra một hơi. Nhưng Lục Tinh Anh vẫn còn ở lại đây thêm 5 phút nữa. Lâm Thanh Mai khẩn trương nghe từng động tác của Lục Tinh Anh. Lúc này, thứ cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Bước chân của Lục Tinh Anh đột nhiên quanh đi quẩn lại. Lâm Thanh Mai sợ Lục Tinh Anh đi phía sau tấm bình phong. Nếu vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Cô lập tức đeo tai nghe vào, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái điện thoại về giao diện nghe nhạc. Cô đã có kế hoạch cho trường hợp xấu nhất, đó là khi Lục Tinh Anh có thể phát hiện ra sự tồn tại của cô. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cuối cùng bước chân của Lục Tinh Anh chậm rãi đi về phía bình phong. Lâm Thanh Mai hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút phát nhạc. Lúc này Lục Tinh Anh bước vào khu vực của tấm bình phong. Lục Tinh Anh mặc trang phục rực rỡ, trên đầu đội miện ngọc. Đây là trang phục của vương gia ở trong phim.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ta nặng nề co rút lại. Khi nhìn Lâm Thanh Mai đang cách anh ta 10 mét thì anh ta rất kinh ngạc. Lúc này Lâm Thanh Mai đang ngồi xếp bằng, một tay chống cằm tựa như đang ngủ. Lục Tinh Anh đi từng bước đến gần cô. Khi nhìn rõ mặt cô thì lập tức cau mày. Anh nói: "Trợ lý Lâm." Thực ra Lâm Thanh Mai đã nghe thấy rồi, nhưng cô chỉ giả vờ như không tỉnh. Anh nước mắt rồi từ từ ngồi xổm một chân xuống nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú và hoàn mỹ của Lâm Thanh Mai hiện ra trước mặt anh. Hôm nay Lâm Thanh Mai mặc một chiếc áo voan màu vàng chanh. Lúc này bởi vì cô đang ngồi nên đường viền cổ áo hơi buông thõng, lộ ra làn da trắng nõn. Thực ra Lục Tinh Anh đã để ý cô ngay từ ngày đầu tiên cô gia nhập đoàn phim. Tuy không xinh đẹp hoa mỹ giống như Trương Ngọc Lan, nhưng vẻ đẹp của Lâm Thanh Mai khiến cho người ta phát nghiện, càng nhìn càng thêm ngứa ngáy. Anh ta cũng đã nghe mấy vụ bê bối của cô về Tạ Bân hay Bạch Cảnh Phong. Đối với một nhà sưu tập tem như anh ta, bất kỳ vẻ đẹp nào mà anh ta quan tâm thì anh ta nhất định sẽ xuống tay cho bằng được. Lục Tinh Anh lại cố tình gọi cô thêm một lần nữa: "Trợ lý Lâm." Nếu không phải trong tai nghe của Lâm Thanh Mai đang phát nhạc nên mới phân tán sự lo lắng của cô, nếu không thì chỉ sợ cô đã bị dọa cho mở mắt ra rồi. Thấy cô vẫn chưa tỉnh, Lục Tinh Anh bắt đầu tin tưởng có lẽ là cô đã thực sự ngủ say. Cuối cùng tảng đá trong lòng anh cũng rơi xuống. Ít nhất những gì xảy ra giữa anh và Trương Ngọc Lan không bị Lâm Thanh Mai nghe thấy. Vốn dĩ Lục Tinh Anh muốn đứng dậy rời đi, nhưng đôi môi quyến rũ của Lâm Thanh Mai khẽ khép mở, khiến trái tim táo bạo của anh đột nhiên không tự chủ được nữa. Anh từ từ dướn người về phía trước, rồi từ từ đưa đôi môi về phía trước. Khi cơ thể anh đến gần, mũi của Lâm Thanh Mai ngửi thấy mùi son phấn trên cơ thể của người phụ nữ, còn xen lẫn hơi thở giữa nam và nữ nữa. Hơi nóng từ trong miệng Lục Tinh Anh phun lên chóp mũi của Lâm Thanh Mai. Vào thời khắc mấu chốt này, Lâm Thanh Mai hét lớn rồi mở mắt ra. "Đừng giết tôi, ma!" Anh ta bị tiếng hét đột ngột của Lâm Thanh Mai làm cho hoảng sợ. Lục Tinh Anh kéo người trở lại rồi ngồi phịch xuống đất, nhíu mày nói: "Chết tiệt, cô làm tôi sợ chết khiếp." Lâm Thanh Mai đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại. "Anh Lục, sao anh lại ở đây? Vừa rồi tôi sợ chết khiếp. Tôi nằm mơ thấy một con quỷ muốn giết tôi. Tôi thật hy vọng bản thân tỉnh lại từ cơn ác mộng này, nhưng lại không có cách nào tỉnh lại được. Vừa rồi hình như tôi ngửi thấy một mùi lạ nên mới khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức. Sau này tôi sẽ không ngủ trưa nữa đâu. Đúng là dọa tôi sợ chết khiếp mà. Tôi phải nhanh chóng quay về ăn que kem để an ủi bản thân mới được." Nói xong, cô nhanh chóng cầm lấy kịch bản rồi chạy nhanh. Để Lục Tinh Anh sững sờ tại chỗ, chờ anh ta phản ứng lại thì đã mắng một câu: "Bệnh thần kinh." Lâm Thanh Mai vội vã bước đi hết một đoạn đường. Bản thân cô cũng có chút khâm phục kỹ năng diễn xuất vừa rồi của cô. Lúc đầu còn lo lắng sợ hãi, thậm chí còn nói dối, cô hùng hổ bước ra khỏi đại điện. Khi cô quay lại thì đụng phải cái ôm của một người đàn ông. Cô ôm lấy cái trán đau đớn mà ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì cô lập tức giật mình lùi lại phía sau. Lập Tư Thần mặc quần áo thường ngày, ôm tay nói: "Đầu của cô làm từ đá sao? Nếu không có cơ bắp của tôi thì chỉ sợ cô đã bị bầm dập rồi." Lâm Thanh Mai trợn mắt há hốc mồm như không thể tin được. Nam diễn viên mũ xanh huyền thoại cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt cô. Thấy cô bày ra vẻ mặt giật mình, Lập Tư Thần khẽ cười nói: "Cô Lâm, cô sẽ không quên tôi là ai chứ?" Lâm Thanh Mai xua tay một cách máy móc: "Tôi biết anh là ai mà." "Vậy thì biểu cảm của cô là như thế nào vậy? Cô đụng phải tôi không đến mức phải thông cảm cho tôi thì thôi đi." "Thật ra nếu cô nói xin lỗi tôi thì tôi sẽ chấp nhận." Mặc dù Lập Tư Thần bị đụng trúng, nhưng có vẻ như tâm trạng của anh ta rất tốt. Lâm Thanh Mai nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi lỗ mãng." Anh ta nở nụ cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Lâm Thanh Mai luôn cảm thấy Lập Tư Thần của ngày hôm nay rất đặc biệt. Cô hỏi: "Anh tới đài truyền hình là để thăm ban của ai vậy?" Lập Tư Thần không giấu giếm: "Tôi đến để gặp Trương Ngọc Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm ban em ấy." Trái tim Lâm Thanh Mai trùng xuống, mơ hồ không biết có phải là có ý gì không. Cô liếc mắt nhìn lại, sợ rằng chút nữa Lục Tinh Anh sẽ đi ra đụng phải bọn họ. Cô đột nhiên nghiêm nghị nói: "Lập Tư Thần, tôi có chuyện này muốn nói với anh, nhưng mà ở đây không tiện, anh đi với tôi đi." Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy,
cô nắm tay anh ta đi về phía trước. Cô biết phía trước không xa có một căn gác xếp. Lập Vi Thần bỏ tay cô ra. Mặc dù anh không phải là một quý ông tao nhã gì, nhưng dù sao anh cũng phải ra dáng thằng đàn ông tốt. Nếu cô có gì muốn nói thì anh nói ở đây đi, tôi còn có việc quan trọng phải làm. Nhìn về mặt anh trở nên lạnh lùng, làm như lúc này đây cô quấn lấy anh như đang trì hoãn công việc của anh vậy. Nhưng Lập Tư Thần càng nói câu này, trong lòng Lâm Thanh Mai càng thêm lo lắng. Cô lờ mờ nghĩ đến việc Trương Ngọc Lan đính hôn. Chẳng lẽ Lập Tư Thần đến thăm ba lần này thực chất là để cầu hôn sao? Lâm Thanh Mai lập tức nói, Lập Tư Thần, tôi không quan tâm việc của anh là gì. Nếu như anh không nghe tôi nói hết lời thì tôi cam đoan với anh, sau này anh nhất định sẽ phải hối hận. Cô nói xong đi về phía gác xếp. Sau khi đi ra ngoài được 20 mét, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng. Chính ánh mắt này đã khiến lòng do dự của Lập Tư Thần dường như không còn lý do gì để cố chấp trì hoãn nữa. Anh ta nghĩ, thôi thì cứ lắng nghe Lâm Thanh Mai nói trước đi đã, dù gì cũng không làm lỡ chuyện lớn của anh. 20 phút sau, Lâm Thanh Mai đứng trên gác xếp cao. Lúc này Lập Tư Thần cũng đang đứng bên cạnh cô. Cô bước đến cửa phòng, dứt khoát bấm nút. Chiếc thang dài tự động leo lên từ từ, khiến không ai có thể tiếp tục đi lên gác xếp được nữa. Sự thận trọng của Lâm Thanh Mai khiến cho Lập Tư Thần sốt ruột. Cô định nói gì với tôi hả? Cô lo lắng người khác sẽ nghe thấy sao? Trong lòng đang do dự, cô biết nếu Lập Tư Thần thực sự thích Trương Ngọc Lan thì đối với anh ấy sẽ là một tổn thương rất lớn. Nhưng hôm nay cô vô tình phá vỡ việc này, biết được sự thật, lương tâm trong lòng cô mách bảo cô không thể lừa dối Lập Tư Thần. Nghĩ đến việc Lập Gia Khiêm có vợ sắp cưới, nhưng cô lại không biết chuyện đó. Đợi cho tới khi cô biết hết mọi chuyện thì bản thân chính cô hệt như kẻ ngốc vậy. Cô không thể chịu nổi khi thấy Lập Tư Thần cũng trở thành loại người giống như cô. Lâm Thanh Mai, nếu cô không nói với tôi thì cô có thể đi. Trong lòng Lập Tư Thần có hơi bất an, bởi vì ánh mắt của Lâm Thương Mai khi nhìn anh ta rất phức tạp, thậm chí có phần thương hại. Lâm Thanh Mai nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Ngọc Lan đã lừa gạt anh. Lời nói của Lâm Thanh Mai giống như sét đánh giữa trời quang, khiến cho Lập Tư Thần sửng sốt một hồi lâu. Sau khi định thần lại, anh ta có chút tức giận nói, ý của cô là gì? Tại sao lại muốn vu oan cho Ngọc Lan? Phản ứng của Lập Tư Thần khiến cô hiểu được, có lẽ anh ta thực sự rất thích Trương Ngọc Lan. Bởi vì thích cho nên không cho phép người khác vu khống cô ta. Điều này khiến tâm trạng của Lâm Thanh Mai càng thêm tồi tệ. Nếu Lập Tư Thần không thích Trương Ngọc Lan như vậy thì tốt biết bao, tổn thương phải chịu cũng có thể ít đi một xíu. Nhìn thấy Lâm Thanh Mai đột nhiên im lặng như vậy, Lập Tư Thần tức giận đi tới cửa phòng. Cô đoán rằng anh ta muốn rời đi. Tôi không có vu khống cho Trương Ngọc Lan, cô ta đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Ở sau lưng anh, cô ta có quan hệ với người đàn ông khác tên Lục Tinh Anh. Khi nãy tôi tận mắt nghe thấy họ. Anh ta tức giận quay lại mắng cô, cầm miệng. Lâm Thanh Mai, cô là ai mà có lá gan lớn như vậy chứ? Dám ăn nói bậy bạ như vậy hả? Đừng quên thân phận của tôi là luật sư. Tôi mặc cô có phải là bạn của anh họ hay không, nếu như cô dám bị đặt sinh sự, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Phản ứng gay gắt của Lập Tư Thần khiến Lâm Thanh Mai đau lòng không thôi. Anh càng tức giận không dám tin, càng chứng minh anh ta quan tâm đến Trương Ngọc Lan. Điều này khiến Lâm Thanh Mai đột nhiên tò mò hỏi, vốn dĩ anh quan tâm cô ấy như vậy, tại sao cứ nhất quyết không quan hệ trước hôn nhân? Anh ta như vậy khiến cho Lâm Thanh Mai không khỏi nghĩ tới bản thân mình. Cô thỉnh thoảng sẽ thử nghĩ, nếu cô không tuân theo nguyên tắc cứng nhắc và ngu ngốc thì tình yêu giữa cô và Trần Hoàng Khôi liệu có đi mãi được không? Cô, sao cô biết được? Lập Tư Thần có chút kích động đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, trong mắt đầy vẻ dò hỏi. Lâm Thanh Mai bình tĩnh nói, tôi nói rồi, do chính tai tôi nghe được. Chuyện này là đích thân Trương Ngọc Lan nói. Loại chuyện riêng tư này đã bị người thứ ba biết được. Ánh mắt của Lập Tư Thần hiện lên một tia chán ghét đối với Lâm Thanh Mai. Anh ta quay mặt lại nói, bởi vì tôi quan tâm đến em ấy, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc quan trọng nhất vào cái ngày quan trọng nhất. Lời nói của anh ta khiến cô không khỏi cười ra tiếng. Lập Tư Thần nhìn cô, cô cười cái gì vậy? Chỉ sợ người như cô sẽ không hiểu được. Tôi không hiểu à? Hả? Tôi nói thật với anh nha, trước khi kết hôn tôi cũng giống như anh vậy.
tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày trọng đại nhất. Vì vậy tôi mới kiên trì. Cho tới cuối cùng thì đổi lại được cái gì chứ? Thứ đổi lại chẳng qua là sự phản bội của chồng cũ của tôi mà thôi. Tên đó còn chỉ trích cái nguyên tắc chết tiệt này mới khiến tên đó ngoại tình. Hai mắt Lâm Thanh Mai đỏ hoe nhưng không rơi lệ, nhưng trong giọng điệu vừa tức giận vừa tủi thi có thể nghe thấy vết thương lòng của cô. Lúc này Lật Tư Thần lại xoa dịu cảm xúc của cô. Anh nói: người đàn ông như vậy bỏ đi là được rồi, không xứng đáng với tình yêu của cô. Lâm Thanh Mai liếc anh một cái: mấy lời này nên tặng cho anh thì hơn. Loại phụ nữ này chia tay cũng tốt, không đáng có được tình yêu của anh. Nhưng Lật Tư Thần vẫn không chịu tin cô. Đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Lâm Thanh Mai, đừng tưởng rằng tôi không biết về cô bạn Lưu Bà Bảo kia của cô. Tôi biết cô ta tiếp cận tôi hết lần này đến lần khác là vì thích tôi. Tôi cũng đã cho cô ta biết lập trường của tôi rồi. Nếu như cô ta vẫn còn muốn tiếp tục theo đuổi một người đàn ông đã có bạn gái thì thực sự không biết xấu hổ là gì. Bây giờ Lâm Thanh Mai thực sự tức giận. Lập Tư Thần, anh đừng chua ngoa đánh đá như vậy chứ. Bảo thích anh là phúc của anh. Anh có thể không đáp lại tình yêu của cậu ấy đối với anh, nhưng anh không thể nói cậu ấy như vậy được. Toàn bộ khuôn mặt Lập Tư Thần đều lạnh như băng. Ngoại hình đẹp trai tinh tế có phần giống với Lập Gia Khiêm. Khi không cười thì khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, trông rất đáng sợ. Anh ép Lâm Thanh Mai vào một góc, dáng người cao thẳng bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Khóe miệng Lập Tư Thần nở nụ cười xấu xa. Tôi nói như vậy với cô ta đó, rồi sao? Ngay từ lúc đầu khi tôi nhìn thấy cô ta có ý định theo đuổi tôi thì tôi đã nói thẳng với cô ta rằng tôi đã có bạn gái rồi. Vậy mà cô ta không có mặt mũi vẫn cứ theo đuổi một thằng đàn ông đã có bạn gái. Chẳng lẽ cô ta có biết cái gì là chuẩn mực đạo đức của một người phụ nữ hay không hả? Trong lòng Lâm Thanh Mai hơi kinh ngạc, cô nghi ngờ hỏi: Bảo biết chuyện anh đã có bạn gái rồi à? Lời này của cô khiến cho Lập Tư Thần cười trào phúng hơn. Xem ra không phải chuyện gì cô ta cũng nói cho cô biết hết. Chỉ sợ cô ta không có mặt mũi nào nói với cô mà thôi. Trong lòng Lâm Thanh Mai không biết có tư vị gì, trên mặt có chút nóng lên. Nếu như Lưu Bảo thực sự biết anh ta đã có bạn gái mà lại theo đuổi nhiệt tình, chủ động như vậy, theo quan điểm của Lâm Thanh Mai, chuyện này quả thực có chút giống với em gái trà xanh. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe những lời nói của Lập Tư Thần, cô không muốn đánh giá cô bạn tốt của mình trước mặt anh ta. Lâm Thanh Mai nói: dù sao tôi đã nói cho anh biết Trương Ngọc Lan đã phản bội anh, về phần anh có tin hay không là tùy anh. Hai tay cô muốn chống đỡ Lập Tư Thần, nhưng trước khi chạm vào anh thì cô đã chủ động buông ra. Đột nhiên Lập Tư Thần bật cười, nhìn về phía ánh mắt đầy khinh thường của Lâm Thanh Mai, nhàn nhạt hắt hủi: Lâm Thanh Mai, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp lại người phụ nữ như cô. Vì muốn giúp đỡ bạn bè mà muốn cố ý vu oan cho bạn gái của tôi. Hay là cô có ý gì với tôi hả? Lời nói của anh khiến bước chân Lâm Thanh Mai dừng lại trong giây lát. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói: tôi luôn nghĩ luật sư là những người rất thông minh sáng suốt. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng họ đối nhân xử thế thường rất máu lạnh hay tàn nhẫn với mọi người. Nhưng mà Lập Tư Thần, anh đã khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi. Hóa ra anh không chỉ có tự phụ mà còn bị tự kỷ nữa. Anh đáng bị lừa gạt tình cảm lắm. Lúc này Lâm Thanh Mai đang tức giận, cho dù nhận ra lời mình nói có chút nặng nề, cô cũng không có ý định rút lại. Nói ra thì sao chứ. Thấy cô rời đi, Lập Tư Thần ngăn cô lại trước mặt, không chịu buông tha cho cô, nghiến răng nghiến lợi nói: Lâm Thanh Mai, tôi muốn cô xin lỗi bạn gái của tôi. Nếu Ngọc Lan tha thứ cho cô thì tôi cũng có thể tha thứ cho cô. Hiện tại thì Lâm Thanh Mai hối hận vô cùng. Tại sao cô lại ham lo chuyện báo đồng như vậy chứ? Không có chuyện gì cũng tự tìm rắc rối cho bản thân mà. Cô chính là một người điển hình chuyên đi tìm phiền phức cho bản thân. Lập Tư Thần, anh tránh ra. Anh nắm chặt một cánh tay của cô, giữ chặt. Cô có xin lỗi hay không? Sự kiên nhẫn và lòng tốt cuối cùng của Lâm Thanh Mai đã cạn kiệt, không còn sót lại thứ gì. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi quần xóc ra, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhấn nút phát lại đoạn âm thanh đã được ghi lại vào thời điểm đó. Cô vẫn luôn cố chấp không muốn đưa ra chứng cứ trực tiếp nhất
Dù sao loại tổn thương này rất trực quan, nhưng rõ ràng cô ấy đã đánh giá thấp sự cực đoan của Lập Tư Thần rồi. Cô cũng không ngờ rằng một người luật sư khi phải đối mặt với tình cảm của mình, lẽ ra phải nhạy bén và bình tĩnh, lại hoang tưởng và cố chấp tới như vậy. Chưa đầy 2 phút phát đoạn ghi âm ra, Lập Tư Thần không thể chịu đựng được nữa nên đã đoạt lấy điện thoại của Lâm Thanh Mai rồi ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ. Lâm Thanh Mai nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình ở trạng thái hình parabol rồi rơi xuống hồ. Chờ cô phản ứng lại thì đã tay đấm chân đá Lập Tư Thần một cách đầy tức giận. Anh điên à? Sao lại ném điện thoại của tôi? Anh bị điên đúng không? Nhưng Lập Tư Thần đã tức giận tới nỗi chìm vào trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi cảm thấy bắp chân đau nhói, anh mới đột nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Mai. Người phụ nữ này đã bày ra sự thật đẫm máu trước mặt anh. Anh thực sự vừa hận vừa oán Lâm Thanh Mai. Cả trái tim đang hừng hực lửa giận không có chỗ nào chút được. Lúc này đôi môi làm nhảm dưới mắt chính là tồn tại khó chịu nhất trong lòng anh. Lập Tư Thần gầm lên, câm miệng. Mà lúc này Lâm Thanh Mai cũng đã mất đi lý trí, vẫn không ngừng chửi rủa anh để chút đi cơn nghẹn khuất tức giận. Lập Tư Thần nhắm mắt lại, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, có lẽ anh ta sẽ không thể kiềm chế được mà làm tổn thương người phụ nữ này. Anh vô thức đẩy Lâm Thanh Mai vào góc tường, dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô rồi áp cô vào tường, dùng phương thức khống chế môi cô theo bản năng. Khi đôi môi của người đàn ông lạnh lùng áp lên môi Lâm Thanh Mai, mọi cảm xúc của cô đều trở nên trống rỗng. Cho đến khi Lập Tư Thần cướp lấy đôi môi cô mà không cần bất kỳ kỹ xảo nào, ý thức phản kháng trong não của Lâm Thanh Mai mới chợt bừng tỉnh. Nhưng hai chân của cô cũng không thể động đậy, cũng bởi đầu gối của anh kìm lại. Lâm Thanh Mai rất bối rối, tinh thần của cô rối loạn không thôi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lập Tư Thần lại hôn cô? Nước mắt của cô cũng bởi vì sự hung hăng vô cớ của anh mà ép rơi ra. Cho đến khi Lập Tư Thần nếm vị đắng trên môi, anh mới chợt nhận ra bản thân đã làm gì. Lập Tư Thần buông cô ra ngay lập tức, hệt như cô là một tai họa đáng sợ nào đó. Anh lúng túng lùi lại một bước. Một khi Lâm Thanh Mai lấy lại được tự do, cơn tức giận và sỉ nhục mãnh liệt trong lòng khiến cô theo bản năng bước tới. Cô giơ tay tát anh một cái thật mạnh. Giọng cô yếu ớt run rẩy vì sợ hãi, còn có dấu vết khóc lóc uất ức. Anh thật quá đáng.